chương 3520, cầu hôn, cuối cùng hạ quan nói ra mục đích chuyến đi của mình. Hạ quan cười tươi nói, lăng đạo tử không còn nhỏ, ngạn ngữ nói thành ra mới có thể lập nghiệp. Không phải lão phu khoe khoang, tôn nữ của lão phu muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn phẩm đức có phẩm đức, tương lai nhất định là hiền thê lương mẫu. Lăng Hàn bất ngờ, lão già này định gán ghép hạ diệu âm cho hắn. Vấn đề là Lý Trường Đan mới chết có vài ngày, cần sốt ruột vậy sao? Lăng Hàn liếc hướng Hạ Diệu Âm, thiếu nữ biểu tình kiêu kỳ kinh kiệu. Lăng Hàn lắc đầu nói, hiện tại Hạ chưa định thành ra, đành phụ ý tốt của Hạ trưởng lão. Hạ Diệu Âm nhảy cấng lên chỉ vào Lăng Hàn, vẻ mặt tức giận nói. Lăng Hàn, ngươi vinh váo cái gì? Bản tiểu thư đồng ý gả cho ngươi đã là tổ tiên của ngươi tích đứng tám đời mà ngươi còn dám ghét bỏ bản tiểu thư. Hạ quan trầm giọng quát, tiểu âm, mới khen tôn nữ là người vợ tốt nhất hiền lương thục đức xong hạ diệu âm đã lộ bản tính tiểu thư điêu ngoa tát mặt lão sưng lên hạ diệu âm câm miệng nhưng nhếch môi không cam lòng hạ quan tìm bậc thang cho mình rồi mang tôn nữ đi ha ha hôn nhân là việc lớn không cần vội vàng quyết định người hãy suy xét vài ngày đi hoán tuyết tiến người ra ngoài sau khi trở về thì tám chuyện may mà thiếu gia không đồng ý nếu cứ ơi tiểu thư hạ gia sau này thiếu gia sẽ bị khi dễ lăng hàn cười to bảo trước nay chỉ có ta ăn hiếp người khác làm gì có ai dám đạp trên đầu ta hạ diệu âm ha ha có tặng hắn vị trí tinh chủ của thiên hải tinh thì hắn cũng sẽ không cưới nữ nhân như vậy nhưng sau khi bị từ chối chắc hạ ra sẽ không dễ bỏ qua đặc biệt là hạ diệu âm tự phụ về mình giờ bị từ chối chắc sẽ quê quá hóa giận nhưng lăng hàn đã có lực lượng thập mạch có thể uy hiếp hắn chỉ có cường giả từ thập mạch trở lên hạ diệu âm có thể xúi dục đẳng cấp trưởng lão tấn công hắn sao Lăng Hàn lười nghĩ nhiều, dù sao binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn. Lại qua vài ngày, máu của xác ướp cổ đã giám định xong. Bên trong có nhân tử năng lượng rất kinh người, có ích rất lớn cho sự trưởng thành của sinh vật, nhưng cũng ẩn chứa chất độc nặng. Nếu trực tiếp uổng rất có thể chí mạng, chắc đây là lý do móng vuốt của bầy thần lần có kịch độc, nhưng tại sao chúng nó không chết? Phòng trưng bầy thần lần kháng chất độc mạnh hơn nhân loại nhiều. Cổ đạo tông đang tinh luyện những máu xác, uống theo kiểu dược tề hoặc trị xả sẽ có trợ giúp lớn cho tăng cao tu vi lăng hàn lắc đầu hắn không muốn đụng vào thứ như máu xác có rất nhiều cách tăng cao tu vi không cần phải dùng loại này lăng hàn chùn tay nhưng mấy đệ tử khác thì không bọn họ tràn ngập mong chờ nghiên cứu dược tề thành công trợ giúp bọn họ chắp cánh bay vài ngày sau tôn kiếm phương kêu lăng hàn qua nói là phát hiện phục lăng quả ban đầu thiên địa kịch biến trong cổ tích lần đầu phát hiện có nhiều tư liệu bị công khai cung cấp cho mọi người nghiên cứu định tìm ra cách giúp nhân loại thoát khỏi cảnh khó khăn. Trong đó có những trận pháp sơ cấp nhất như Tam Nguyên trận, còn có một quyển tập chân dược ghi lại nhiều tài liệu chân quả. Hiện giờ hầu như mỗi thế lực đều có một phần tư liệu như vậy, có tính thực dụng rất lớn. Phục Lăng quả là một loại bảo quả ghi trên tập chân dược, cho võ giả từ cửu mạch trở lên bước ra một cảnh giới. Điều này có ý nghĩa phi phàm, cửu mạch đến thập mạch là sự bay vọt về chất, kinh lực phóng ra ngoài khiến sức chiến đấu tăng gấp mấy lần trở lên bởi vậy khoảng cách cửu mạch lướt qua thập mạch vô cùng khó khăn. Thiên tài như Lý Trường Đan kẹt ở đỉnh cửu mạch hơn một năm mãi không bắt được hy vọng đột phá. Trong cổ đạo tông kỷ lục đột phá thập mạch nhanh nhất là 54 tuổi, do Tôn Kiếm Phương sáng lập. Lúc bấy giờ các góc trên thế giới có chân dược ra đời nhưng chưa có phân chia thế lực rõ ràng, vì vậy độ khó kiếm chân quả không quá cao, nhiều lúc toàn xem vận may. Bây giờ thì khác, cơ bản núi non, hồ lớn có bảo thụ linh dược đều bị các thế lực chiếm cứ, muốn cướp đồ ăn từ miệng cọp, khó như lên trời, Phục Lăng quả xuất hiện trong một ao nước, vô tình bị người phát hiện. Nhưng trong ao nước có con mãng xà, chắc chắn đến thập mạch, luôn canh giữ bên cạnh Phục Lăng quả không rời một ly. Nếu là bảo quả khác, mọi người kiêng kỵ mãng xà không chừng bỏ qua, nhưng Phục Lăng quả thì không được. Thứ này khiến võ giả từ bát mạch trở lên có thể tiến bộ một bước, quá quý giá. Hễ chưa đến thập nhị mạch thì ai đều đỏ mắt, hơn nữa cự mãng chắc chắn chưa tới thập nhị mạch, hiện tại thế lực nào chả có cường giả thập nhị mạch tỏa chấn vì thế họ phồng lên can đảm. Tôn kiếm phương tự mình dẫn đội đi ao nước, nhưng đối thủ lớn nhất không phải con mãng xà mà là cường giả từ thế lực khác phái đến. Thứ tốt như vậy tất nhiên sẽ dẫn đến tranh giành, ai không muốn trong thế lực của mình có thêm một cường giả đẳng cấp thập mạch. Nếu tự tu luyện thì phải đợi đến 7, chục tuổi mới đạt đến. Khi đó cơ năng thân thể đã từ từ thái hóa, dù bí lực mạnh mấy nhưng thể lực có hạn sẽ ảnh hưởng chiến lực. Quyền sợ trẻ chung, đạo lý là vậy, thế nên tin tức truyền ra, thế lực xung quanh đều dục dịch. Việc này không nên chậm trễ, chỉ một ngày sau Lăng Hàn cùng Tôn Kiếm Phương lên đường. Có bảy trưởng lão cổ thang đi cùng, còn có thế hệ trẻ như Nhiếp Dương, Lao Lực Ngôn, Đàm Cao Bác. Những trưởng lão đều có tính toán riêng, muốn trở phục lăng quả cho hậu đại của mình. Dùng phục lăng quả lúc là cửu mạch có thể một hơi lên thập mạch. Nếu bước vào thập mạch trước 30 tuổi sẽ có tương lai tươi sáng. Ao nước nằm ở Phong Loan Sơn, cách cổ đạo tông khoảng 10 ngày đi đường, còn phải đi không tạm dừng nếu không thời gian càng dài lang hàn lấy làm lạ hỏi thời gian lâu như vậy chẳng lẽ không ai hái phục lăng quả tôn kiếm phương cười nói phục lăng quả còn chưa tới lúc chín nên dù có người chạy tới nơi cũng không thể hái cùng lắm bị con mãng xà khử thì ra là vậy bọn họ ngày đêm chạy đi thật sự mệt mỏi mới nghỉ ngơi một chút không ai bỏ qua nửa tiếng tu luyện mỗi ngày mặt trời mới mọc bọn họ đều đánh quyền lang hàn kiếm cớ đi chỗ xa thật xa tu luyện bằng công pháp Hầu Ca, luyện xong mới hội hợp với mọi người. Chương 3521, phục lăng quả. Nhưng không thể luôn tìm cớ rời đi được, đôi khi Lăng Hàn sẽ cùng mọi người dùng tứ phương quyền hấp thu lực lượng thiên địa. Nhưng hắn hấp thu được lực lượng có nhiều tạp chất, không tinh thuần, sau đó dùng công pháp Hầu Ca chiết xuất, tiến bộ chậm chạp vừa lãng phí thời gian. May mắn chỉ có 10 ngày, đến ngày thứ 11 bọn họ đến Phong Loan Sơn. Núi này không có cổ tích gì nên không bị thế lực nhân loại chiếm cứ không có nhiều yêu thú. Tối đa chỉ có yêu thú đẳng cấp nhị mạch, tam mạch nên ít ai đến đây. Có người hái thuốc đến đây thử vận may, thấy có con mãng xà cạnh ao nước, đánh bạo đến gần xem mới phát hiện phục lăng quả. Người này bán tin tức cho thế lực địa phương, cuối cùng lộ tiếng gió mọi người đều biết. Trong đoàn người lăng hàn có tám cường giả từ thập mạch trở lên, lực lượng này rất mạnh, ngẫu nhiên gặp giã thú hoặc yêu thú sẽ bị một trưởng một trưởng quyền đánh chết từ xa, thành thức ăn cho họ. Yêu thú tiến hóa lấy bí lực rèn luyện thân thể, thịt rất tươi ngon, dù chỉ nướng chín cũng đã ngon vô cùng. Đám người trẻ tuổi nhiếp dương, đàm cao bác luôn ở trong tông, Hải Bình Sơn không có yêu thú, nên đi ra ngoài một chuyến giãn gân cốt làm bọn họ không muốn quay về. Dọc đường đi lang hàn thấy nhiều phế tích thành thị, đa số hoang tàn, có nơi thành chỗ ở của yêu thú, bị chúng nó chiếm cứ. Nhân loại thành lập thành thị mới là những tòa thành bảo thép cứng để ngăn chặn yêu thú xâm chiếm, dù vậy vẫn có tòa thành bị công chiếm. Có nơi khiến đám người Tôn Kiếm Phương cứng lưỡi thật lâu không nói nên lời. Vì tòa thành này bị một cước đạp bằng, phải là thể hình to lớn cỡ nào, lực lượng khủng bố bao nhiêu mới một cước đạp bằng thành lũy thép cứng đúc bằng kim loại địa hóa nguyên thiết. Nếu có cự thú khủng bố như vậy xâm chiếm cổ đạo tông thì cổ đạo tông chặn lại được không? Tôn Kiếm Phương suy đoán trong yêu thú chắc có sinh linh dẫn đầu đột phá cảnh giới trên thông mạch cảnh, lực lượng tăng cao nghiêng trời lệch đất nên có uy năng khủng bố như vậy. Đây không phải tin tốt Nhân loại có thể kéo dài hơi tàn vì bên trong xuất hiện cường giả thập nhị mạch, tương đương với mạnh nhất trong yêu thú. Nếu trong yêu thú xuất hiện tồn tại vượt qua thập nhị mạch thì cân bằng sẽ bị đánh phá. Tôn Kiếm Phương thấy mọi người sĩ khí giảm thấp thì an ủi. Đừng quá lo, Cổ đạo tông có trận pháp bảo vệ, không phải chó mèo gì có thể tùy ý xông vào. Tôn Kiếm Phương bá khí bổ sung thêm một câu, hơn nữa có lão phu ở, sợ gì? Đây là nền tảng của Cổ đạo tông, lúc trước Tôn Kiếm Phương dùng hai nắm đấm đánh phẳng Hải Bình Sơn yêu thú cũng phải lùi bước nhường lại ngọn núi báu. Đám người hạ quan gật đầu, nhưng bọn họ có nỗi lo khác. Tôn kiếm phương đã già, gần đến hạn lớn 150 tuổi rồi, lão còn chống được vài năm. Phong loan sơn, thế núi liên Nguyên, vô số ngọn núi hiểm. Mục tiêu của nhóm lang hàn là một ngọn núi tên quan thiên phong, thế núi treo leo. May mắn họ có đẳng cấp thất mạch trở lên, lực lượng cao ngàn cân, tay chân nhanh nhẹn, núi hiểm không phải vấn đề lớn. Nhưng thế núi hiểm trở khó leo, nên họ mất nửa ngày mới tới ngọn núi. Núi bình thường mũi nhọn như kiếm bén đâm vào tầng mây, nhưng núi này thì phẳng như cái đầu chọc. Trên đỉnh núi phẳng có cái ao nước hình trứng, dài nhất cỡ trăm trượng, hẹp nhất cỡ năm mươi trượng. Ao nước thế này ở trên đỉnh núi thật là không nhỏ. Mặt trời treo cao nhưng mọi người thấy lạnh lẽo, phải vận chuyển lực lượng cho máu sôi sục mới tránh cho bị đông cứng. Lạnh lẽo toát ra từ ao nước, bên trên ao nước vì không khí nóng gặp lạnh hóa mây mù, cảm giác nhẹ nhàng tựa tiên. Trên ngọn núi không chỉ có đoàn người lăng hàn, còn chín nhóm người khác tự chiếm một góc, phân biệt rõ ràng. Mỗi đoàn người có nhiều có ít, ít nhất chỉ có 9 người, nhiều nhất thì 20 mấy người. Bọn họ có điểm chung là có già có trẻ, tranh lệch tuổi rất lớn. Thấy đoàn người tôn kiếm phương, những thế lực lên tiếng. Cổ đạo tông đến kìa, tôn kiếm phương cũng hành động. Ha ha, xem ra cổ đạo tông rất chú trọng, thì u minh phái các người cũng có mạnh duệ ninh mạnh trưởng môn ra mặt đó thôi. Ha ha, vì phục lăng quả làm vậy là bình thường. Tôn kiếm phương quét mắt qua từng đoàn người, nở nụ cười. Có nhiều bằng hữu cũ thật, một lão nhân tóc bạc lớn tiếng nói. Tôn lão đầu, người chưa chết, lão nhân thân thể chắc khỏe, nhìn lớn tuổi nhưng như con gấu điên, toát ra cảm giác lực lượng kinh người. Tôn kiếm phương nhỏ giọng giới thiệu cho nhóm lăng hàn, đây là các nguyên long, tông chủ thần phong tông. Sau đó tôn kiếm phương cười to, cát lão đầu, người chưa chết còn không biết ngượng rủa lão phu. Cát nguyên long hỏi, ngươi đã sớm là thập nhị mạch còn đến góp vui làm gì tôn kiếm phương lắc đầu nói ngươi cũng vậy thôi không bỏ mặc được cát nguyên long nói nghe nói cổ đạo tông các ngươi có thiên tài tên lý gì đó đan vừa lúc lão phu có chắt trai có chút thành tựu hay là để bọn họ luận bàn đi cát nguyên long vẫy tay một người trẻ tuổi bước ra vóc dáng vô cùng vạm vỡ giống tháp sắt người trẻ tuổi chắp tay nói với nhóm lăng hàn tại hạ hà tên cát bằng phi muốn thỉnh giáo với lý sư huynh khóe môi tôn kiếm phương co giật Lý Trường Đan phản tông sớm bị Lăng Hàn đánh chết thì làm sao đi ra luận bàn được. Nhưng đây là việc xấu trong nhà, không thể nói cho người ngoài biết. Tôn Kiếm Phương thản nhiên nói, Lý Trường Đan không đến. Cát Nguyên Long trợn to mắt nói, Tôn Lão Đầu, người sợ thua phải không? Tôn Kiếm Phương nhìn Cát Nguyên Long, nếu ngươi không biết thì đánh tới khi ngươi phục. Cát Nguyên Long tức giận vuốt tay áo, đánh thì đánh, sợ ngươi sao? Bá đạo đi ra khuyên nhủ, ha ha, hai vị bớt giận đi, đừng đậm mùi thuốc súng như vậy. Người này già rất lạ, lông mày trắng rũ xuống cả tấc che mất con mắt, không biết có thấy rõ không? Hay chúng ta so tài xem ai giết con cự mãng trong nước trước? Đây là tào thông của Thương Vũ Thành, nhân vật cùng thời kỳ với Tôn Kiếm Phương, Cát Nguyên Long, giờ là vương giả mạnh nhất thập nhị mạch. Cát Nguyên Long trợn trắng mắt nói, giết thế nào, tính cách Cát Nguyên Long rất nóng nảy, như thể nhìn ai cũng gai mắt. Chúng ta cùng lắm nín thở mười mấy phút, ao nước này cực kỳ sâu, không thể giết con yêu thú trong thời gian ngắn vậy được. Một bà lão tặc lưỡi nói, rắn to trên cửu mạch, mật rắn của nó là đồ tốt. Theo sách cổ ghi có thể trừ bách độc, dưỡng mắt tăng cao thị lực. Trường 3522, Thế lực Mười Phương. Cát Nguyên Long vẫn là bộ dạng thấy ai liền nói móc họng. Nói mấy cái này có ích gì, người có thể buộc con cửu mãng đi ra được không, hay có thể nín thở nửa tiếng được không. Bà lão vung tay áo không thèm cãi nữa, dường như biết tính cách lão già này kỳ cục không chấp nhận. Lười nói với ngươi, một lão nhân bước ra, mặc đạo bào, tay cầm quạt lông toát ra khí chất tiên phong đạo cốt. Thật ra cũng có cách, thấy lão nhân đi ra, tôn kiếm phương, tào thông nhướng mày. Cát nguyên long hiếm khi không móc nghĩa ai, bà lão mở miệng nói, lão độc vật, người cả ngày chơi độc dược vậy mà chưa chết, thật là kỳ tích. Lão nhân mặc đạo bào cười to bảo, nếu chúng ta không đột phá thì tối đa 10 năm đều sẽ một chân vào quan tài rồi đi đám người tôn kiếm phương tim rất cái bịch bọn họ luôn cố ý né tránh nhắc tới hạn lớn tuổi thọ lão độc vật này cùng thời ới bọn họ lúc trước là một bác sĩ cứu thương nhưng ai ngờ sau tai biến lớn thì đi trên con đường độc dược không quay về khiến người e ngại sau đó lão thành lập bách độc môn thu nhiều môn nhân đệ tử đều giỏi về dùng độc độc luôn làm người ta kiêng rè dù là vương giả thập nhị mạch cũng không dám sơ sẩy cát nguyên long hỏi hiếm khi ngữ điệu khách sáo chút lão độc vật người có đề nghị gì lão độc vật lạnh nhạt nói. Đơn giản, lão móc một cái bình ra khỏi ngực, đến gần ao nước, mở nắp bình ra cẩn thận nhỏ một giọt chất lỏng xuống. Lão mỉm cười nói, đây là độc tố kiểu mới lão phu tốn công nghiên cứu ra. Đừng xem thường nó, tuy rằng chỉ có một giọt nhưng có thể khiến nguyên ao nước thành ao kịch độc. Mọi người xuống lại xem, ao nước trong veo nhanh chóng đen ngòm, mùi gay mũi ập đến khiến mọi người chóng mặt. Thật khủng bố, chỉ mùi đã khiến người khó chịu, nếu chạm vào nó sẽ như thế nào bùm mặt nước gợn sóng một con rắn thô cỡ thùng nước phá mặt nước chui ra bay cái vèo lên bờ quả nhiên độc dược quá đáng sợ yêu thú đẳng cấp vương giả cũng không chịu nổi vừa lên bờ con rắn to uốn éo vùi đầu trong thân thể to như núi nhỏ mắt bắn phá bốn phía đôi mắt như đèn lồng bắn ra hung quang khiến người không rét mà run cát nguyên long hét to lão độc vật người độc chết luôn phục lăng quả rồi lão độc vật thản nhiên nói yên tâm báu vật như phục lăng quả chỉ sợ lửa, chất độc không làm được gì nó. Con rắn to đã đi ra, các người muốn giết thế nào? Con rắn to sâu dưới đáy ao thì dù là vương giả thập nhị mạch cũng phải cao mày, không chút tự tin giết được nó. Nhưng lên bờ thì khác, như con cọp bị nhổ răng, không chút sức uy hiếp. Vì nó chỉ có thập mạch, mới bước vào hàng vương giả. Bà lão mở miệng nói, vậy đi, chúng ta sống không được vài năm, hay là nhường cơ hội cho trẻ tuổi? Cát Nguyên Long hỏi, là sao? bà lão nói thế hệ trước không được ra tay để người trẻ tuổi làm ai có thể giết con hung vật này thì phục lăng quả thuộc về người đó thế nào nhiều người động lòng đánh nhau vì phục lăng quả không chừng làm vương giả thế lực bên ta bị tàn tật hay thậm chí là chết vì một trái cây cấp vương mà trả giá một vương giả thì không có lời nhưng lớp trẻ cạnh tranh đặc biệt giết cự mãng sẽ tránh khỏi vấn đề này tôn kiếm phương đồng ý đầu tiên lão phu đồng ý cổ thang hạ quan la lên tông chủ Hai người không yên tâm giao việc tranh giành quan trọng cho lớp tiểu bối Lăng Hàn, Phục Lăng Quả là báu vật mà họ khao khát. Hơn nữa để Lăng Hàn hay nhiếp dương có được Phục Lăng Quả, hai người sao có thể mặt dày đòi lấy. Tôn Kiếm Phương biểu hiện ra mặt quả quyết của mình, không cho cổ thang, hạ quan có cơ hội cãi lại. Lão Phu đã quyết ý, đám người cổ thang không cam lòng câm miệng, ai kêu bọn họ không phải vương giả đỉnh cấp thập nhị mạch. Cánh tay sao dài qua khỏi đùi, tốt, bồn tỏa cũng đồng ý. Làm như vậy không mất hòa khí, tốt, quyết định thế đi, tất cả thế lực đều đồng ý, không có thế hệ trước tham gia, bọn họ tràn đầy tự tin vào thế hệ trẻ mình mang theo. Tôn Kiếm Phương nghiêm túc nói với bốn người lăng hàn, bốn người nhớ chung sức đồng lòng, đoàn kết nhất trí. Bốn người lăng hàn gật đầu, rõ, Tôn Kiếm Phương nói câu đó ý là có ngoại địch thì không thể nội loạn. Bốn người bước ra, người trẻ tuổi của thế lực khác cũng đi ra. Mười thế lực tổng cộng hơn ba mươi người mọi người bao vây cự mãng nhưng không ai tùy tiện tấn công. Đây là một vương giả thập mạch, còn là yêu thú. Bình thường nó tương đương với hai, ba nhân loại vương giả thập mạch. Bọn họ đang cạnh tranh nhau xem ai có thể tiêu diệt cự mãng, người tấn công trước sẽ không được chút ích lợi ý trì. Một người nhìn hướng lăng hàn, như thế nào, sau khi Lý Trường Đan làm đạo tử thì lên giá, chỉ phái mấy người các ngươi ra trận, hắn không đến xem sao. Đây là đệ tử của các Nguyên Long, mạch bọn họ đều bị lão dậy hư. Một người khác nói, dù Lý Trường Đan đến thì sao? Chỉ là cửu mạch, đây là một nam nhân vóc dáng thon dài, biểu tình kiêu ngạo. Chỉ là cửu mạch, chật chật, nghe giọng điệu làm như gã là vương giả thập mạch. Thấy mọi người đều nhìn mình, nam nhân kiêu ngạo nói. Tại hạ tên Tư Mã Vinh của Thương Vũ Thành, xin chào các vị. Tư Mã Vinh chắp tay hướng mọi người, có vẻ rất khách sáo, nhưng vẻ mặt kiêu ngạo vinh váo. Có người hỏi Tư Mã Vinh, Tư Mã Huynh không thèm để cửu mạch vào mắt, Tư Mã Vinh cười, ha ha ha, Tư Mã Vinh nhìn hướng cự mãng. Không đến thập mạch thì ngoan ngoãn lui sang một bên, đừng tự tìm đường chết. Ui, mọi người giật mình, nghe ý của Tư Mã Vinh thì hình như gã đến thập mạch. Nhưng sao có thể, hơn 100 năm qua trừ nhóm người sớm nhất, những người khác phải đến 6, 70 tuổi mới đánh mở thập mạch đi vào đẳng cấp vương giả. Thoạt trong Tư Mã Vinh chỉ 24, 5 tuổi mà đã trở thành thập mạch. Nếu đúng thật thì Tư Mã Vinh đã khai sáng một kỷ lục. Tư Mã Vinh kiêu ngạo nói, các ngươi nên đi ra ngoài nhiều, thế giới bên ngoài rất to lớn. Tư Mã Vinh khinh thường quét mắt mọi người rồi thét dài xông vào rắn to. Tư Mã Vinh rất dữ dội, đối diện yêu thú vương giả thập mạch mà dám một mình xông lên, ít nhất lòng can đảm đáng giá khâm phục. Vèo, cự mãnh công kích, cái đuôi thô dài quất tới mang theo gió rít. Chương 3523, vương giả trẻ tuổi. Con rắn thô cỡ thùng nước, dài khoảng 10 trượng, nặng khoảng mấy ngàn cân lực lượng cỡ 5 vạn cân của thập mạch quất chúng thì khủng bố biết bao. Bùm, một kích đánh chúng tư mã vinh bay ra ngoài, cự mãng cũng bị rớt mấy miếng vả, có máu phun ra. Tuy vết thương này nhỏ xíu so với thân hình to lớn của nó nhưng đủ cho thấy tư mã vinh cường đại. Tiểu tử này tuyệt đối là thập mạch, trông thấy cảnh này mọi người câm nín. Hèn gì tư mã vinh hống hách như vậy, thập mạch trẻ tuổi có tư cách kiêu ngạo. Nhưng sao có thể, đúng là có thiên tài lúc hơn 20 tuổi đến cửu mạch, Lý Trường Đan là một ví dụ nhưng muốn tiến thêm một bước thì khó như lên trời. Tên này tu luyện cái kiểu gì? Không lẽ gã từng ăn phục lăng quả? Tư mã vinh cười dài lao về. Ha 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 ha. Lực quất của cử mãng chỉ đánh bay tư mã vinh đi chứ không làm gã bị thương. Những người khác nhìn nhau, cùng tấn công. Lên, có tư mã vinh làm chủ lực, bọn họ chỉ cần hỗ trợ là được. Chỉ so xem ai có thể giết cự mãng chứ không phải ai có công hiến lớn nhất. Đánh giá thấp sức chiến đấu của cự mãng, nó quay người quất một cái, bùm một tiếng gió rít đáng sợ ập đến. 7, 8 người bị đánh bay, kinh lực phóng ra ngoài không cần đụng vào người. Lăng Hàn thấy rõ ràng kinh lực thập mạch phóng ra ngoài khoảng cách hữu hiệu là 3 thước, xa hơn nữa thì kinh lực sẽ tan bước, trong vòng 10 bước hoàn toàn không có uy hiếp. Cho nên nhìn như tư mã vinh va chạm với cự mãng nhưng phát ra không tiếp xúc ngay mặt mà là giao phong kinh lực phóng ra ngoài. Nhưng không thể phát ra kinh lực thì người khác làm sao đánh lại cự mãng. Cách biệt lực lượng quá lớn, thân thể cự mãng là binh khí siêu cấp, cái đuôi quét qua không có đối thủ. Nếu như không có lực lượng thập mạch tham gia vào mà muốn chiến thắng cự mãng thì chỉ có thể nhờ vào chiến thuật biển người, làm nó kiệt sức. Vì lực lượng vương giả có hạn, không thể tiêu xài hoang phí. Lúc trước Tư Mã Vinh còn giữ thái độ khiêm tốn, giờ thì hoàn toàn không để mọi người vào mắt. Một đám rác rưởi, Tư Mã Vinh xông lên, hai đấm liên tục vung, cút hết cho ta, đừng vướng chân vướng tay, bùm 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 tư mã vinh một đường sông lên gió mạnh hất văng những người khác bày ra lực lượng nghiền áp không có tu vi thập mạch rất khó chen chân vào chiến đấu giữa hai vương giả như nhiếp dương lao lực ngôn đàm cao bác hoàn toàn không đủ xem thất mạch bát mạch bình thường không có tư cách lao vào vòng chiến đấu chém một nhát kiếm chỉ có cửu mạch còn tính là sức chiến đấu nhưng cửu mạch chỉ có thể chơi diều cự mãng da dày thịt béo sức rất mạnh bị cái đuôi của nó quét chúng hay thân thể đụng một phát là ra chóc gãy xương chỉ có 9 người chiến đấu, trừ tư mã vinh ra 8 người khác tu vi cửu mạch, còn lại chỉ đứng xem. Lăng Hàn không ra tay, nếu so ai có thể đánh chết cự mãng thì hắn vội vàng xông lên làm gì. Lăng Hàn đang quan sát cự mãng công kích, phân tích sơ hở trong đó. Lăng Hàn chỉ mất lực lượng chứ ánh mắt, sức phán đoán không giảm, cộng thêm tu luyện yêu hầu quyền, đây là kỹ pháp cao cao tại thượng, muốn phân tích công kích của thập mạch bình thường không khó khăn. Rất nhanh Lăng Hàn đã nhìn thấu hình mẫu công kích của cự mãng, khóe môi cong lên tư mã vinh hét to cút cút đi đám rác rời các người đừng cản trở ta bùm 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 hai đấm đánh bay hai võ giả chắn trước mặt tư mã vinh lúc trước bị kinh lực của tư mã vinh đánh bay còn có lý do vì gã không trực tiếp đánh người giờ thì khác trưởng bối tông môn của hai võ giả kia lộ ra vẻ giận dữ bọn họ nhìn tào thông đây là người của thương vũ thành nên tất nhiên phải tính sổ lên đầu lão tào thông vuốt sâu cười nói cạnh tranh thì khó tránh khỏi chút va vấp Tư Mã Vinh nhảy lên cao, nắm đấm phải kéo ra sau như đang tích trữ sức lực. Ăn một chiêu phá long thiểm của ta, mắt thường thấy trên nắm tay của Tư Mã Vinh có từng tầng vầng sáng quấn quanh. Các cường giả kinh kêu, cái gì, bước vào thập mạch, kinh lực phát ra ngoài có thể gọi là vương giả. Nhưng kinh lực vô hình, mắt thường không thấy được, giờ nắm đấm của Tư Mã Vinh có vầng sáng vòng quanh chỉ có khi kinh lực chồng lên nhau. Lực lượng thập mạch đã rất khủng bố, khởi bước 3.000 cân, đỉnh cao đến 5 vạn cân, nếu trồng lên nữa thì sức phá hoại sẽ đáng sợ đến mức nào. Phá long thiểm là kỹ pháp gì? Oách quá, mắt lăng hàn hấp hãi, lực lượng của hắn vượt qua 5 vạn cân nhưng không thể trồng kinh lực lên nhau. Trong yêu hầu quyền thì đây là kỹ xảo rất bình thường, chẳng qua bị giới hạn trong cảnh giới khiến lăng hàn không thể làm được. Trồng chất kiểu này không phải lực lượng 5 vạn biến thành 10 vạn, 20 vạn cân mà là công kích liên tục đánh ra hầu như không gián đoạn. Bùm, tư mã vinh đáp xuống, một đấm nặng nề đánh xuống. Cự mãng là dị loại, bẩm sinh ra dày thịt béo nhưng không chịu nổi oanh kích như vậy. Đầu rác to lắc lư, thân thể bay xéo ra ngoài. Chỗ nắm đấm lõm xuống lỗ to giống như bị một tảng đá lớn đụng mạnh, khiến người nhìn cũng đau dùm. Mọi người hút ngụm khí lạnh, cự mãng có lực phòng ngự trời sinh kinh người mà còn bị một đấm đánh thành như vậy, nếu đổi lại là nhân loại, dù trốn trong khôi giáp làm bằng tinh thiết e rằng đã bị đấm thành thịt nát. Lang Hàn phán đoán, chắc là lực lượng trồng lên gấp 4 lần. Lăng Hàn thấy trong yêu hầu quyền cực hạn trồng kinh lực là 108 lần, vượt rất xa tư mã vinh. Nhưng cực hạn là một nhẽ, không có nghĩa là ai tu luyện cũng đến mốc đó. Lăng Hàn thầm nghĩ, phải nhanh chóng đến thập mạch thì mới phát kinh lực ra ngoài, tu thành lực lượng trồng chất được. Nếu chỉ có lực lượng đến thập mạch thì không thể gọi là vương giả. Trong vương giả có người kinh kêu, ui, đây là lực lượng trồng ngũ trọng đi. Mạnh Duệ Ninh trầm giọng nói, không nhiều vậy, cỡ tứ trọng. Mạnh Duệ Ninh là thập nhị mạch, xem càng rõ ràng. Bà lão nói, tứ trọng cũng đủ đáng sợ, ánh mắt bà lão sáng rực kỳ dị nhìn Tư Mã Vinh. Lão độc vật cười nói, he he, trong kỹ pháp chúng ta có được nhiều nhất chỉ trồng tam trọng lực, tào thông, người thật là dấu sâu. Tư Mã Vinh được tào thông mang đến, vậy thực lực của gã chắc chắn do lão dạy. Không ai biết biết trong lòng tào thông rung động biết bao. Đúng là tào thông có dạy Tư Mã Vinh, nhưng chưa từng dạy phá long thiểm. Nếu Tào Thông nắm giữ bí pháp trồng lực lượng gấp 4 lần thì đã xem nó là công phu giấu đáy hòm, không đến phút phải chết tuyệt đối không truyền cho ai. Chương 3524, tứ trọng lực. Môn nhân này đi ra ngoài rèn luyện vài năm, tại sao khi trở về xa lạ quá? Tư Mã Vinh càng biểu hiện cuồng ngạo, ha ha ha, yêu vật bình thường cũng xứng cản rỡ trước mặt ta. Tư Mã Vinh lao ra đánh liên tục vào cự mãng, tứ trọng lực nghiền áp tương đương với 4 Tư Mã Vinh tấn công cự mãng, dù nó là yêu thú, sức mạnh bẩm sinh mạnh hơn nhân loại, nhưng tối đa chỉ có thể đấu lại hai, ba thập mạch, bốn người. Thua chắc, nên cự mãng bị đánh chật vật bò lung tung, để lại vảy vụn đầy đất. Trong tình huống một trọi một có thể đè đầu đánh yêu thú cùng đẳng cấp thì thật kinh người. Thế hệ trẻ đều phục, kêu bọn họ đi đánh yêu thú cùng cấp thì tuyệt đối không có ưu thế nghiền áp như vậy. Tôn Kiếm Phương nói, đừng nản lòng, trước thập mạch đúng là võ giả chúng ta khó thể đối kháng với yêu thú, vì điều kiện thân thể bẩm sinh kém rất nhiều nhưng bước vào thập mạch kinh lực phát ra ngoài tu kỹ pháp có thể chính thức phát huy đây mới là lúc võ giả vươn lên nghe tôn kiếm phương nói khiến đám người trẻ tuổi vực dậy đấu trí bọn họ không bằng tư mã vinh không phải vì thiên phú kém chẳng qua chưa đến thập mạch nhưng thế hệ trước thầm lắc đầu đây không chỉ cách biệt về cảnh giới còn có kỹ pháp như bọn họ tu kỹ pháp chỉ đến tam trọng lực đừng thấy nó thiếu một trọng lực nhưng ba đánh bốn có thể giống nhau không bọn họ sẽ không nói ra mấy lời này miễn cho đả kích đám thanh niên, dù sao là hậu đại, môn nhân của mình. Đám vương giả già đều lắc đầu, xem ra tư mã vinh thắng chắc. Hiện tại tư mã vinh là thập mạch, ăn một trái phục lăng quả chẳng phải sẽ thành thập nhất mạch. Ui, vương giả thập nhất mạch 24, 5 tuổi, thật khó tin. Lăng hàn lắc cổ, đã tới lúc ra sân, veo, lăng hàn lao ra ngoài, cát nguyên long cười to bảo, ha ha ha, tôn lão đầu, ta còn tưởng rằng môn nhân của ngươi nhát như chuột không dám ra tay, xem ra ta đã nghĩ sai tiểu tử này không phải gan nhỏ mà là phản ứng chậm không chỉ chậm một nhịp đám cường giả cười lớn thấy tư mã vinh thắng chắc nên không ngại cười đùa tôn kiếm phương không lộ vẻ gì chỉ mỉm cười nói thế thì chưa chắc các vị cứ xem kỹ đi bùm lăng hàn bùng nổ lực lượng thân hình siêu nhanh mạnh duệ ninh kinh kêu a à, sức bật dường như hơi giống thập mạch chưa chắc một số người bẩm sinh tốc độ nhanh cửu mạch có thể sánh ngang thập mạch cũng không lạ Ha ha ha, nếu cổ đạo tông ra được vương giả thập mạch trẻ tuổi mới lạ. Mọi người đều không tin, vương giả thập mạch trẻ tuổi xuất hiện một người đã là kỳ tích, sao có thể ra hai người? Chờ xem đi, Lăng Hàn đã lao lên, co nắm đấm sắt thi triển tứ phương quyền nặng nề đánh vào cự mãng. Bùm, cự mãng đang kịch chiến với Tư Mã Vinh, không rảnh lo bên Lăng Hàn nên bị đánh trúng, lực lượng to lớn chấn động đánh bay nó tạt ngang hai trượng, đá vụn nhô lên mặt đất bị san bằng. Nhưng cự mãng không làm bằng sắt ma sát cạo rớt vảy của nó, nhiều máu chảy ra. Ui, mọi người hút ngụm khí lạnh, đây tuyệt đối là lực lượng thập mạch, vượt qua 3.000 cân, thậm chí đến 5 vạn cân. Tào thông nhìn ra điểm lạ, không đúng, nắm tay của hắn đập vào thân rắn mới bộc phát ra lực lượng. Tức là hắn không phóng lực lượng ra ngoài, phóng lực lượng ra ngoài vừa đánh chúng đối thủ nhanh hơn vừa hữu hiệu bảo vệ bản thân, tránh cho bị điểm yếu về khí lực. Nhưng hắn không dùng, chỉ có một lý do, hắn vẫn là cửu mạch, mọi người đều kinh kêu, cửu mạch có lực lượng của thập mạch, còn là đỉnh thập mạch, hỏi ai tin được. Hai yêu nghiệt, một người chưa đầy 30 tuổi đột phá thập mạch, còn tu ra tứ trọng lực. Một người trông gần 20 tuổi, rõ ràng là cửu mạch nhưng có lực lượng đỉnh thập mạch. Đây còn là thế lực võ đạo mà chúng ta biết sao. Khóe mắt tư mã vinh co giật, gã nắm chắc trăm phần trăm oanh sát cự máng, giờ lăng hàn đột nhiên xông vào khiến gã hơi giật mình. Lực lượng mạnh quá, từ khi nào cửu mạch ghê gớm vậy nhưng mới có bấy nhiêu đã muốn so với gã. Không thành thập mạch thì không được gọi là vương giả. Tư mã vinh lao lên, mục tiêu không phải cự mãng mà là lăng hàn. Muốn giành với ta, tư mã vinh tràn đầy tự tin dù một trọi hai cũng có thể nhẹ nhàng chấn áp. Lăng hàn thản nhiên nói, lúc trước đã nói là cạnh tranh đúng không? Bọn họ so đấu là ai giết cự mãng trước, sau đến lượt tư mã vinh thì lăng hàn ra tay là sai. Tư mã vinh không giành tấn công cự mãng nữa, liên tục đánh lăng hàn. Hừ, bàn tay không thể thò vào bầy. Lăng Hàn không chút kiêng rẻ nghinh đón. Thế thì sao? Bùm, hai người va chạm một kích. Lăng Hàn dùng tứ phương quyền, từ mã vinh thì vẫn là một đòn phá long thiểm. Lực lượng trồng bốn tầng, mỗi tầng cao năm vạn cân. Người Lăng Hàn lảo đảo thụt lùi chín bước, sau đó lại lùi bảy bước, tiếp tục lùi năm bước mới ngừng lại. Tư Mã Vinh thì không lùi một bước, hết cách, Tư Mã Vinh là thập mạch, kinh lực phát ra ngoài cú đấm của Lăng Hàn không đánh trúng người gã nên không thể ảnh hưởng đến gã bị bốn tầng kinh lực trồng chất công kích lăng hàn liên tục thụt lùi ba lần mới đứng vững tiểu tử này lực lượng thường quy cao còn hơn tư mã vinh đúng vậy không thì hắn phải lùi bốn lần chứ không phải ba lần ui lực lượng năm vạn cân chưa phải cực hạn của hắn sao mọi người giật mình đến không nói ra lời trong cú va chạm phi lăng hàn bị rơi vào thế yếu nhưng lực lượng thật sự hắn đã thắng một bậc làm sao khiến người tin tưởng cửu mạch sức mạnh lớn hơn thập mạch đây còn là thế giới bọn họ biết sao con người từ mã vinh co rút lần đầu tiên cảm giác uy hiếp cửu mạch bình thường mà lực lượng nguyên thủy vượt qua gã nếu không phải có kinh lực phát ra ngoài nếu không có tứ trọng lực thì chẳng phải là bị rơi vào thế yếu tư mã vinh lạnh lùng nói không thành thập mạch chỉ là con kiến người yêu nghiệt thì sao dù gì chỉ là cửu mạch không thể nào thắng được gã tư mã vinh chỉ cần ăn trái phục lăng quả là có thể xông lên thập nhất mạch đến lúc đó sẽ tiêu diệt lăng hàn tôn kiếm phương ra tay thì sao Tư Mã Vinh không thể đấu ngang tay cũng có thể an toàn rút lui." Lăng Hàn lạnh nhạt nói, "Vậy sao? Lăng Hàn siết chặt hai năm đấm nhiều chiêu đấu cứng với Tư Mã Vinh. Chương 3525, oanh sát cự mãng. Nhưng không chỉ riêng hai người chiến đấu, cự mãng cũng bù lại thi triển công kích. Trong mắt nó thì Tư Mã Vinh và Lăng Hàn đều là kẻ thù nên đối xử rất bình đẳng, đuôi to quất qua đánh cả hai. Thế là ba phe hỗn chiến, Lăng Hàn, Tư Mã Vinh, cự mãng muốn cùng lúc đấu với hai đối thủ chẳng những hung hiểm cũng mất sức hơn. Tư Mã Vinh cười khẩy nói, người có thể chống chọi bao lâu, không thể phát kinh lực ra ngoài, lang Hàn cứng rắn đấu từng chiêu, điểm yếu không đủ khí lực sẽ lộ ra ngoài, tuyệt đối không chống chọi được vài chiêu. Lang Hàn phất lờ Tư Mã Vinh, trừ hầu ca ra không ai biết sức sống sinh mệnh của hắn kinh người cỡ nào. Tuy bị Tư Mã Vinh, cự mãng công kích toàn thân tê dại nhưng trong khoảnh khắc hắn sẽ phục hồi lại. Dù thật sự để lại vết thương cũng rất nhanh cầm máu, kết sẹo. Đây là đặc tính lang hàn mang ra từ thần thạch, từng là thiên tôn mạnh nhất sao có thể không được ích lợi gì. Ngoài dự đoán của mọi người là lang hàn rất kiên cường, đã qua mấy trăm chiêu mà hắn vẫn vừa công vừa thủ, không phải là người tan vỡ đầu tiên. Ngược lại tư mã vinh và cự mãng gặp vấn đề lớn nhất. Lực lượng sắp cạn kiệt, hết cách, lực lượng của họ tích trữ trong kinh mạch, khi mặt trời mới mọc cảm ứng bí lực thiên địa tu luyện hay bổ sung tiêu hao, hoặc dùng tụ linh trận rút lực lượng từ ngọc tử. Nhưng bây giờ cả hai cách đều thiếu thốn lực lượng chỉ ra không thu vào đương nhiên càng đánh càng thiếu, rồi sẽ cạn kiệt. Ngược lại Lăng Hàn mới vào, kinh mạch mở ra rất rộng lớn, chứa lực lượng nhiều hơn thập mạch rất nhiều. Lăng Hàn chắc chắn chống chọi lâu hơn Tư Mã Vinh, cự mãng. Tư Mã Vinh không tin được mình sẽ thua với cách như vậy. Tư Mã Vinh không chấp nhận được, đường đường là vương giả thập mạch mà thua một cửu mạch. Mặc kệ vì lý do gì cũng là nhục nhã lớn, sẽ bị người cười chết. Lăng Hàn nặng nề vung một đấm, biến, Ích lợi của tứ phương quyền nằm ở lực lượng ổn định tuôn ra, không có dao động gì. Bùm, tư mã vinh bị đánh văng ra ngoài, sau khi dùng hết lực lượng thì gã không mạnh hơn người bình thường bao nhiêu. Lăng hàn lao hướng cự mãng, bùm 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 bùm, liên tục đấm 19 quyền, tuy không phải lực lượng trồng chất nhưng nhìn tốc độ ra cú đấm của hắn nhanh, từng đòn đánh vào cùng một điểm, uy lực sẽ không yếu. 19 quyền qua đi, đầu cự mãng bị lăng hàn đấm nát. Sinh vật như cự mãng sống rất dai, dù mất dầu nó cũng không chết ngay mà lăn lộn dưới đất cuốn cát bay đá chạy. Nhưng kết quả đã ra, người giết cự mãng là Lăng Hàn, trước đó có ai ngờ, Tư Mã Vinh thở hổn hển, ánh mắt cực kỳ tức giận và khó hiểu nhìn Lăng Hàn. Một cừu mạch tại sao mạnh như vậy? Tôn Kiếm Phương cười phá lên, ha 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 ha. ha. Lăng Hàn cho lão nở mặt nở mày, đè ép cùng thế hệ Quang Vinh lên hạng nhất. Tào Thông lạnh lùng nói, vẻ mặt khó chịu, hừ, chẳng qua là nhặt của rơi. Tào Thông không biết Tư Mã Vinh làm sao đột phá thập mạch, cũng không rõ gã học tứ trọng lực từ đâu nhưng là người của Thương Vũ Thành, Tư Mã Vinh thua thì Tào Thông cũng không vui vẻ gì. Tôn Kiếm Phương liếc xéo Tào Thông, ha ha, cử mạch đánh thập mạch mà thắng thì còn có gì để nói. Hay chờ Lăng Hàn vào thập mạch rồi để bọn họ đánh thêm lần nữa. Tào Thông bị móc họng không nói nên lời, vì khi Lăng Hàn đến thập mạch chắc chắn lực lượng sẽ nghiền áp Tư Mã Vinh, cùng là phát ra kinh lực, tiêu hao nhiều có yếu điểm lớn nhất dù tư mã vinh có tứ trọng lực vẫn khó giành chiến thắng dù sao bị lực lượng tuyệt đối nghiền áp thì tứ trọng lực gì đó cũng nghỉ chơi tôn kiếm phương cười to bảo dám chơi dám chịu các vị trái phục lăng quả này thuộc về cổ đạo tông ta không có vấn đề gì đi đám đại nhân vật câm nín bọn họ đều sĩ diện sao có thể tự bạt tai hơn nữa chính thức làm chủ toàn là vương giả đỉnh thập nhị mạch bọn họ không cần phục lăng quả cùng lắm trong lòng hơi khó chịu không cam lòng nhưng sẽ không đau lòng như bị cắt thịt Cát Nguyên Long vung tay, đi, tính cách Cát Nguyên Long kém nhất, thích châm chích người ta, nhưng loại người nóng tính này cũng sảng khoái nhất. Mọi người lắc đầu đang định rời đi, ủa, cả đám sửng sốt ngước lên nhìn, một bóng đen to lớn lao xuống, trên trời có chiếc thuyền to, thuyền đen thui như con quái thú thép cứng. Đây là thứ gì, người thế hệ trước đều chính mắt thấy máy bay, người trẻ tuổi có xem tư liệu về loại máy bay trên quang não, biết có thứ không dựa vào cánh cũng bay trên trời được. Nhưng vấn đề là không có loại máy có thể bay nào thích hợp với chiếc trên bầu trời. Có điều loại mang cánh quạt không thể bay chậm như vậy thế này, còn treo lơ lửng được. Mọi người không thấy cánh quạt trên chiến hạm. Chiến hạm không nhỏ, dài cỡ 30 trượng, đặt trong nước là chiếc thuyền lớn, nó lơ lửng trên trời đổ xuống bóng ma khổng lồ. Đầu thuyền có một ký hiệu vẽ rồng vàng năm móng, sống động như vật sống thật. Mọi người giật mình, Lăng Hàn cũng bất ngờ. Đây chẳng phải là không hạm của nguyên thế giới sao. Dùng trận pháp thúc đẩy, vừa nhanh vừa chậm, vừa động vừa tính. Thứ này không nên xuất hiện trong thế giới này, không lẽ đào ra từ cổ tích văn minh đời trước, Lăng Hàn không thể kết luận đây là đào ra từ lòng đất hay dùng kỹ pháp cổ đại tạo ra sau. Có điều không thể coi thường nó, vì thân thuyền thò ra nòng pháo đen kỳ tạo uy hiếp rất đáng sợ cho hắn. Chiếc chiến hạm chậm rãi đáp xuống trong sự rung động của mọi người. May mắn đỉnh núi này đủ lớn, đổi lại ngọn núi khác có lẽ không chứa nổi. Không hạm đáp xuống, đầu thuyền ném xuống thang treo, có người lục tục leo xuống. Tổng cộng 10 người, dẫn đầu là một nữ nhân, thoạt trông 24, 5 tuổi, là lứa tuổi đẹp nhất đời người, da thịt mềm mại búng ra nước. Dù chỉ lộ ra tay, cổ, mặt nhưng vẫn toát ra vẻ đẹp hút hồn. Nàng mặc bộ đồ xanh đẹp tôn lên vóc dáng nóng bỏng, đặc biệt mông veo được chất liệu da căng da đường cong, như trái đào tươi ngon mọng nước. Nàng phong tình dâm đáng, nhưng chín nam nhân đi theo đằng sau thì không chút dao động, như thể đi trước mặt họ không phải nữ nhân. Tư Mã Vinh sải bước tiến lên, quỳ một gối xuống đất. Tư Mã Vinh bái kiến liên kỳ trường. Hả, thấy cảnh này đám đại nhân vật lòng dậy sóng. Đường đường là vương giả thập mạch mà quỳ xuống chào hỏi người. Vương giả có tôn nghiêm của vương giả, sao có thể thấp hèn quỳ gối. Trường 3526, không hạm hiện. Mặt tào thông đen thui, vương giả thập mạch ở một mức độ nào đó đã có thể đại biểu một thế lực. Giờ tư mã vinh quỳ trước người khác tương đương với tôn nghiêm của thương Vũ Thành cũng quỳ xuống, hỏi sao Tào Thông không tức giận. Tào Thông lạnh lùng hỏi, Tư Mã Vinh, người đang làm cái gì? Tư Mã Vinh không để ý tới, vẫn quỳ tại chỗ. Mỹ nữ áo đen liếc qua Tào Thông, hé môi son. Dám lớn tiếng ồn ào trước mặt bổn tọa phải bị tội gì? Một nam nhân đứng sau lưng nàng nói, và miệng ba mươi cái. Nữ nhân áo đen lạnh nhạt nói, chấp hình, tuân lệnh, nam nhân lập tức bước ra, mới rồi gã đứng sau lưng Mỹ nữ áo đen như bảo tiêu, nhưng khi bước ra ngoài thì toát ra khí thế cường đại như thay đổi người khác. Tào Thông biến sắc mặt, nam nhân này mới 30 tuổi đã tạo áp lực lớn cho lão. Chẳng lẽ đối phương cũng là vương giả đỉnh cấp thập nhị mạch? Nhưng nam nhân mới khoảng 30 tuổi thì sao là thập nhị mạch được? Nam nhân lạnh lùng nói, "Lão già, sống lâu như vậy mà không biết giữ mồm giữ miệng." Nam nhân nhấc chân đã xông lên, "Bùm", nam nhân vung nắm đấm, có tiếng sóng âm liên tục nổ. Tốc độ sóng âm lan nhanh nhưng không mau bằng cú đấm của gã. Tay mới dơ lên nắm đấm đã đến trước mặt tào thông. Tào thông hừ một tiếng, tay phải vỗ chặn lại cú đấm. Bùm, hai người va chạm nhau nhưng không thật sự đụng vào mà cách khoảng ba thước thì ngừng lại, dường như giữa có có bức tường vô hình ngăn cản lại. Kinh lực phát ra ngoài, cuộc chiến vương giả. ầm, um, kinh lực chấn động, hai người cùng lùi mấy bước. Đám người tôn kiếm phương biểu tình trở nên nghiêm túc. Một kích kia tuy tào thông không bị yếu thế nhưng cũng không chiếm ưu thế. Ui, nam nhân này là thập nhị mạch, làm sao có thể, lúc trước xuất hiện một tư mã vinh thập mạch đã làm người ta giật mình không thể chấp nhận, bây giờ chạy ra một thập nhị mạch 30 tuổi. Trời ạ, à, thế giới này làm sao vậy? Nam nhân cười dài, dân bản xứ hoang dã quả nhiên yếu xìu, nam nhân lại tấn công, lần này không tùy ý vung một đấm nữa mà nắm tay nặng nề ngưng tụ ánh sáng. Mắt cắt nguyên lòng bắn ra tia sáng, suýt rớt trong mắt ngũ trọng lực, mới rồi tư mã vinh sử dụng tứ trọng lực đã khiến người rất trong mắt, giờ trai ra một người có thể sử dụng ngũ trọng lực. Thập nhị mạch 30 tuổi, ngũ trọng lực, hai thứ cộng lại thành lực sung kích quá lớn. Then chốt là một người yêu nghiệt ở trong mắt đám tôn kiếm phương nhưng chỉ là thuộc về của Mỹ như áo đen, càng thêm khiến người không cách nào chấp nhận được. Bọn họ chỉ có thể ôm may mắn, hy vọng nam nhân này vì ham muốn Mỹ sắc mới thần phục dưới váy, không thì không tin nổi. Tào Thông dốc sức đón đỡ nhưng lực lượng nguyên thủy của hai bên vốn ngang nhau, một người chỉ có thể đánh ra tam trọng lực, người kia là ngũ trọng lực, cách biệt quá lớn lao. Cho một ví dụ không ổn thỏa là tương đương 5 người đánh 3 người, thực lực mỗi người ngang nhau, vậy ai thua ai thắng? Rất nhanh Tào Thông rơi vào thế yếu, bị ngũ trọng lực nghiền áp khiến lão cực khổ chống đỡ, không có sức đánh lại. Không phải Tào Thông không có cơ hội lật ngược bàn cờ, vì ngũ trọng lực thì đối phương tiêu hao lực lượng lớn hơn lão rất nhiều cố chống đến khi đối phương kiệt sức là lão sẽ dễ dàng chiến thắng. Vấn đề là Tào Thông không chống cự được lâu như vậy. Công kích của đối thủ liên miên không ngớt như thủy ngân đổ xuống đất, từng đợt nối tiếp nhau. Tào Thông cảm giác tùy thời sẽ tan vỡ. Mạnh Duệ Ninh giống to tham gia vào chiến đoàn. Tào Huynh, ta giúp Huynh. Họ quen nhau lúc thiên địa biến đổi lớn, tuy sau này sáng lập thế lực của mình nhưng cách nhau không xa, có qua lại đôi chút. Nếu gặp yêu thú cường đại phát động thú triều ập đến thì càng trông chừng dùng nhau nên bây giờ có thế lực xa lạ đến tỏ rõ đạp trên bọn họ, vì vậy hai bên cùng chung mối thù. Nữ nhân áo đen lạnh nhạt nói, Vương Phong, ngươi lên đi, một nam nhân bước ra từ sau lưng nữ nhân áo đen, nghênh hướng mạnh duệ ninh. Rõ thưa kỳ chủ, bùm 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 bùm, va chạm làm mọi người hoảng sợ, nam nhân trông chỉ 30 tuổi mà đã là vương giả đỉnh cấp thập nhị mạch, cũng nắm giữ ngũ trọng lực. Từng cú đấm đánh tới chỉ mới va chạm đã làm mạnh duệ ninh hoàn toàn rơi vào thế yếu. Cát Nguyên Long, bà lão vốn định tiến lên chợt ngừng bước. Chín người sau lưng nữ nhân áo đen chẳng lẽ đều là cường giả thập nhị mạch. Ai nấy đều đánh ra ngũ trọng lực, trận thế như vậy rất đáng sợ, đủ càn quét bất cứ thế lực nào. Nữ nhân áo đen lạnh nhạt nói, đừng lắm chuyện, nữ nhân áo đen vung tay, một đám nỗ thủ chui ra từ con thuyền âm trầm chĩa mũi nhọn vào mọi người. Đám người bị nỗ chĩa vào nổi lên cảm giác lạnh lẽo, khó hiểu. Đạt đến thập nhị mạch thì phản ứng cực kỳ nhạy bén, dù là vũ khí nóng cũng không sợ, vì một đấm có thể đánh bay viên đạn. Nhưng bị nổ chĩa vào làm đám cường giả sinh ra cảm giác khó chịu còn hơn bị chĩa súng. Không ai dám nhúc nhích, dù là lão độc vật cũng yên phận, lão vốn định đi đầu gió thả độc. Không ai hỗ trợ, rất nhanh tàu thông bị đánh bại, nam nhân đè lão ra và miệng. Mặt tàu thông đỏ rực, hộp máu. Tàu thông là chủ một thành, quản lý mấy ngàn người, đứng trên đỉnh võ đạo hiện giờ, thế nhưng bị cường giả cùng dai đè dưới đất tát tai, hỏi sao lão chịu nổi. Nam nhân tát tào thông 30 bà tai liền lùi xuống sau lưng nữ nhân áo đen, tựa như phó tòng. Bên kia, vương phong một trưởng đẩy lui mạnh duệ ninh cũng rút về, gã chỉ ngăn cản mạnh duệ ninh hỗ trợ. Tào thông phun máu, không phải vì bị đánh thương nặng mà là tức. Nữ nhân áo đen liếc sang tư mã vinh, phất tay nói. Đứng lên đi, tư mã vinh đứng dậy, quỳ đã lâu nhưng trên mặt gã không có chút gì bất mãn. Tả kỳ chủ, đám người vừa tò mò vừa giật mình, nữ nhân này có lai lịch thân phận gì mà mà có thể sai khiến nhiều vương giả thập nhị mạch như thế, còn khiến Tư Mã Vinh vứt bỏ tôn nghiêm của vương giả." Nữ nhân áo đen nói, "Ngô tên Liên Tuyết Dung, là kỳ chủ Huyền Thanh kỳ thuộc Hùng Cứ Thành Huyền Bắc Quốc, lần này xuống nam vì muốn các ngươi dung nhập vào quyền cai trị của Huyền Bắc Quốc ta." "Hả, đám người Tôn Kiếm Phương nhếch mép cười nhạt, bọn họ đều là bá chủ một phương, sao có thể chấp nhận dưới tay người? Hơn nữa đây không phải bị Huyền Bắc Quốc chiêu an mà là thuộc Hùng Cứ Thành cai trị." Thành chủ không tự mình đến, chỉ có một kỳ chủ. Chương 3527, thực lực tuyệt đối. Ha ha, xem thường bọn họ quá, Liên Tuyết Dung quét mắt qua, đừng nghĩ thuộc quyền Huyền Bắc quốc cai trị là chuyện đáng xấu hổ. Hừ, nếu không phải Thánh Thượng có lòng ban phúc cho thiên hạ, vùng đất hoang dã như vậy ai thèm đặt chân. Nói cái kiểu gì, khiến người Quy Thuận đầu hàng còn làm vẻ mặt ghét bỏ, khiến người khó chịu. Liên Tuyết Dung vung tay, cho các người 10 phút suy xét liên tuyết dung nhìn tư mã vinh hỏi có phát hiện hạt giống nào không sai khóe mắt tư mã vinh liếc hướng lăng hàn nhưng nhanh chóng thu về bẩm kỳ chủ đất hoang dã khó có người kiệt xuất liên tuyết dung gật gù nơi này quá hẻo lánh võ đạo còn ở trạng thái manh nha thập nhị mạch mà có thể khai tông lập phái thật là trò cười lớn nhất thế giới nơi này không có nhân tài kiệt xuất không có gì lạ hai người nói chuyện không lớn đám người tôn kiếm phương không nghe rõ chỉ cho rằng tư mã vinh đang báo cáo cái gì Hèn gì Tư Mã Vinh mới 24, 5 tuổi đã đột phá thập mạch. Nhìn người ta xem, tùy tiện phái người toàn là vương giả thập nhị mạch, tuổi chỉ hơn 30. Huyền Bắc Quốc được đến truyền thừa thượng cổ gì, có cách đặc biệt gì khiến người bước vào thập mạch, thậm chí càng cao. Tư Mã Vinh bổ sung thêm, kỳ chủ, dưới ao nước này có một trái phục lăng quả, thuộc hạ cố ý hiến cho người. Liên tuyết dung cười khẽ, phục lăng quả, tuy không quá quý giá nhưng cũng xứng là bảo quả. Vương Phong, đi xem tình huống trái cây nếu chín thì hái đi vương phong tiến lên một bước định bay vào ao nước lăng hàn bước ra khoan hùng cứ thành khinh thường nói tiểu tử người có ý kiến gì không vương phong không thèm để bất cứ ai nơi này vào mắt lăng hàn gật đầu nói có trái phục lăng quả này là của ta vương phong cười hỏi ở đâu ra ngươi trồng sao lăng hàn chỉ con mãng xà ở phía xa nói đó là yêu thú trông giữ bảo quả nó bị ta giết cho nên bảo quả này thuộc về ta Vương Phong lộ vẻ kinh ngạc nói, ồ, với kinh nghiệm của Vương Phong chỉ cần nhìn hình thể cự mãng liền biết là yêu thú đẳng cấp thập mạch. Tiểu tử trước mắt là thập mạch, ở nơi heo hút hoang vắng có thể ra một thập mạch khoảng 20 tuổi. Không thể nào, Vương Phong cười lớn không thèm tin, người trẻ tuổi, người khoác loác quá lố rồi. Lang Hàn cười nói, vậy ngươi hỏi thử xem ai giết con mãng xà này. Vương Phong sừng sốt, tiểu tử này ung dung bình tĩnh như vậy không lẽ đúng là hắn tiêu diệt. Tư Mã Vinh nhảy ra suốt ruột nói, vớ vẩn, rõ ràng là ta giết con xà yêu kiệt sức mới cho ngươi nhặt của hơi. Tư Mã Vinh biết liên tuyết dung mang theo sứ mạng gì, tuyệt đối không thể để đối phương biết thiên phú võ đạo của Lăng Hàn yêu nghiệt, không thì tiểu tử này sẽ dễ dàng cưỡi trên đầu gã. Tư Mã Vinh không muốn trông thấy chuyện đó, liên tuyết dung hỏi, ánh mắt tràn ngập xem thường nhìn Lăng Hàn. Hèn hạ vậy, tôn kiếm phương nói, các hạ, đây là sự thực, rõ ràng có nỗ tiến nguy hiểm chĩa vào mình nhưng tôn kiếm phương hết lòng ủng hộ lăng hàn lăng hàn liếc hướng lão già kia lòng dâng lên cảm kích dệt hoa trên gấm khó đưa than trong tuyết khó lúc này mới thấy ai thật sự tốt với mình liên tuyết rung khịt mũi tiểu thất bước ra khỏi hàng một người trẻ tuổi nhảy người xuống chiến hạm rõ thưa kỳ chủ dầm chiến hạm cao hơn 10 trượng thế rơi khá kinh người chấn mặt đất rung rinh người này chỉ là một thiếu niên cùng lắm 16, 7 tuổi hơi lém lỉnh. Liên Tuyết Dung nói, ngươi là thập mạch, đi đánh với hắn. Thiếu niên hơi không người hướng Liên Tuyết Dung sau đó đến gần Lăng Hàn. Tuân lệnh, cái gì, thiếu niên là thập mạch, mọi người ngạc nhiên ngây người. Nếu đúng vậy thì huyền Bắc Quốc thật khủng bố. Vốn đám người cổ thang, nhiếp hỏa vân có chút mâu thuẫn không muốn ăn nhờ ở đậu, nhưng nếu có thể phá mở cánh cửa đi hướng thập nhị mạch thì bọn họ động lòng. Phục lăng quả chỉ có một trái, làm sao chia, thiếu niên cười với lăng hàn, ta tên triệu thất, Ngươi hãy cẩn thận, ta sẽ đánh hết sức, nếu người khoác lác sẽ bị ta giết. Vèo, triệu thất sông lên vỗ một trường vào lăng hàn. Triệu thất quả nhiên có tu vi thập mạch, trường chưa đến kinh lực vô hình đã đến trước. Lăng hàn vung nắm đấm, bùm, quyền lực nghênh đón như đao phong xẻ ra kinh lực của đối phương rẽ sang hai bên. Ủa, a, à, ô, đám người liên tuyết dung, vương phong kêu lên. Bọn họ thấy rõ sau đó đợt pha chạm lực lượng của lăng hàn đúng là đến thập mạch. Chật, rõ ràng chỉ là cửu mạch, chưa thể phát kinh lực ra ngoài nhưng lực lượng đến đỉnh thập mạch, khá lợi hại. Nếu vào thành chúng ta thì hình như đủ xếp vào 10 hàng đầu. Ở nơi núi rừng như vậy mà xuất hiện thiên tài cỡ đó cũng hiếm có. Đám người vương phong xì sầm bọn họ không dám lớn tiếng trước mặt liên tuyết dung, như thể nàng không phải vưu vật mỹ diễm tận xương mà là mãnh thú hồng hoang. Liên tuyết dung nhẹ gật đầu, người trẻ tuổi này rất xuất sắc, xứng là thiên tài. Bùm 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 bùm, Triệu thất không được mệnh lệnh mới của liên tuyết dung nên sẽ không lùi lại, gã di chuyển như con báo tấn công lăng hàn dồn dập Kinh lực phát ra ngoài khiến công kích của triệu thất mơ hồ khó nắm bắt, đánh tới từ các góc độ xảo quyệt khó đề phòng. Lang hàn phòng thủ là chính, cử mạch đấu với thập mạch rất chịu thiệt. May mắn thập mạch chỉ có thể phát kinh lực ra ngoài ba thước, tức là triệu thất còn cách lăng hàn rất gần, phải cách hắn thật gần mới có thể đánh ra đòn công kích đủ sức uy hiếp. Vậy là cho lang hàn không gian phản kích, mới có ba thước, hai chân hắn bùng nổ hết sức có thể nhanh chóng áp sát đem đến uy hiếp lớn cho triệu thất cửu mạch chiến thập mạch thật trăm phần trăm rất nhanh hai người đánh mấy chục hiệp liên tuyết dung thu về tầm mắt nhìn đám người tôn kiếm phương mười phút đã đến các ngươi có lựa chọn thế nào đám trưởng lão cổ thang hạ quan quỳ xuống ngay chúng ta đồng ý quy hàng không chỉ có mấy người cổ đạo tông thần phong tông thương vũ thành u minh phái hễ không phải thập nhị mạch hầu như chọn quy hàng đi theo huyền Bắc Quốc dường như có tương lai tươi sáng, mười mấy tuổi thập mạch, ba mươi mấy tuổi thập nhị mạch, tựa như thần thoại. Hơn nữa bọn họ không quá mạnh, cỡ như Tào Thông, Mạnh Duệ Ninh cũng là thập nhị mạch vậy mà một trọi một không đánh lại người ta. Nên làm người thông minh phải biết xuôi theo, chương 3528, hết sức ủng hộ. Liên Tuyết Dung nhìn lại lác đác vài người nhóm Tôn Kiếm Phương, Cát Nguyên Long. Các ngươi thì sao? Tôn Kiếm Phương thầm thở dài, lão gầy dựng cổ đạo tông gần trăm năm nhưng không địch lại một câu của Liên Tuyết Dung, khiến lão thấy nản lòng. Tuổi thọ của tôn kiếm phương sắp hết, không có gì không buông bỏ được. Nhưng cổ đạo tông là tâm huyết của lão, tôn kiếm phương hy vọng tương lai nó sẽ tốt đẹp hơn nên mới nắm chặt quyền lực không thả. Mãi khi lang hàn xuất hiện tôn kiếm phương rốt cuộc tìm thấy người có thể gửi gắm, lão tính chờ khi hắn vào thập mạch thì mình sẽ lùi xuống. Không ngờ biến cố đến mau vậy, tôn kiếm phương hỏi, nếu không quy hàng thì sao? Liên tuyết dung lạnh nhạt nói, trong thiên hạ đều là vương thổ, ý là nếu tôn kiếm phương muốn giữ lại cổ đạo tông thì phải thần phục dưới sự thống trị của huyền Bắc Quốc, không ai được vượt qua vương quyền. Hoặc ngươi rời đi, không phải con dân của huyền Bắc Quốc thì chẳng cần tuân theo quốc pháp. Tôn kiếm phương nhìn liên tuyết dung, mắt giấy lên chiến ý. Ha ha, lão phu xin thỉnh giáo vài chiêu với liên kỳ chủ. Liên tuyết dung lạnh nhạt nói, vương phong, vương phong đứng ra ngay, có thưa kỳ chủ, muốn đánh với kỳ chủ đại nhân nhà ta thì ngươi phải qua ải của ta đã. Đám cường giả thập nhị mạch như lão độc vật, mạnh duệ ninh nhìn hướng tôn kiếm phương. Bọn họ không muốn chắp tay nhường lại thế lực gầy dựng nhiều năm, nhưng trước thực lực tuyệt đối thì họ biết làm sao. Tôn kiếm phương mỉm cười nói, ngươi không đánh lại lão phu, vương phong hét to một tiếng, ha ha, huynh hoang, vương phong xông hướng tôn kiếm phương. Lực lượng của gã đến 10 vạn cân, bùng nổ hết sức lao lên như một đám châu điên chạy rầm rập. Tôn Kiếm Phương khoanh tay đứng, khi Vương Phong cách năm trượng mới phất tay một cái. Vương Phong hét to một tiếng, "Đi, cú đấm đánh ra, ngũ trọng lực trồng lên, mắt thường trông thấy không khí có sóng gợt, như bị nhăn." Vương Phong thúc giục lực lượng cường đại tiếp tục xông lên trước. Thập nhị mạch có thể khiến kình lực phát ra ngoài hai trượng, khoảng cách hiện tại kém hơn chút. Ầm, um, Tôn Kiếm Phương vỗ trưởng đánh bay Vương Phong, "Cái gì? Thực lực của Vương Phong đã được chứng minh, nhưng đường đường là vương giả đỉnh cấp thập nhị mạch" tu gia ngũ trọng lực lẽ ra đánh bay được gã thì phải là thập nhị mạch, tu gia lục trọng lực hay càng nhiều mới đúng. Tôn kiếm phương chắc chắn là thập nhị mạch, vậy tức là lão tu gia lục trọng lực, thất trọng lực. Ui, tôn kiếm phương được đến bí kỹ thượng cổ gì? Tôn kiếm phương chắp tay sau lưng, giờ thì lão phu có tư cách xin lĩnh giáo một chút được chưa? Gió núi thổi nhẹ vạt áo tôn kiếm phương bay lên, tiêu sái khó tả. Cho dù đối diện một đám cường địch, bị núa tiến đáng sợ chĩa vào thì sao? võ giả bất khuất, đám vương giả thập nhị mạch khát nguyên long nhìn, trong lòng sinh ra kính ngưỡng. Bọn họ biết tôn kiếm phương dám đứng ra có nguyên nhân lớn nhất vì tuổi thọ không còn nhiều, cùng lắm sống thêm 10 năm. Nên tôn kiếm phương nhìn thoáng, không tiếc trận chiến oanh liệt, kết thúc cuộc đời truyền kỳ của mình trong huy hoàng. Họ cũng vậy nhưng không ai dám đứng ra, so sánh thì tôn kiếm phương nổi bật hẳn lên. Vương Phong tức giận quát, a à, Vương Phong từ xa lao về, một kích kia làm khóe môi gã chảy máu nhưng dường như kích phát ra hung tính, mặt tràn đầy sát khí. Mắt liên tuyết rung sáng rực nói, lùi xuống, người không đánh lại lão. Vương Phong không cam lòng, kỳ trường, tuy chịu thiệt một kích nhưng Vương Phong tin tưởng mình có thể bằng vào kỹ xảo thắng đối thủ. Mắt đẹp lóe tia túc sát, hửng, Vương Phong ngoan ngoãn đứng sang một bên, rõ, đường đường là Vương giả đỉnh cấp thập nhị mạch mà ngoan chưa từng thấy. Nữ nhân này mạnh đến mức nào, liên tuyết dung nhìn tôn kiếm phương, gật gù lộ vẻ khen ngợi. Ở nơi hoang dã này mà ngươi có thể tự mình lần mò bước vào hoán huyết cảnh, thật là không dễ. Mọi người nghe thế giật nảy mình, cái gì? Tôn Kiếm Phương đã đặt chân vào cảnh giới khác? Hèn gì Tôn Kiếm Phương có thể một trường hất văng Vương Phong, nếu vào cảnh giới lớn mới thì vương giả thập nhị mạch có đáng gì. Tôn Kiếm Phương hoang mang lặp lại, không hiểu ra sao. Hoán huyết cảnh, Liên Tuyết Dung lắc đầu nói, quả nhiên ngươi tự lần mò, đã mở cánh cửa đi tới cảnh giới tiếp theo nhưng vì không rõ ràng nên trong lúc tu luyện đi nhiều đường vòng, không tìm được lối ra, vì thế chịu nhiều vết thương ngầm, tổn thất lớn. Liên tuyết sung tạm dừng, người ta xông vào hoán huyết cảnh sẽ được thêm thọ nguyên 30 năm, nhưng người bao hao hụt quá nhiều, tối đa chỉ được 10 năm tuổi thọ. Ra mặt tôn kiếm phương căng thẳng sau đó lộ vẻ tiêu sái. Sống trên đời có ai tránh khỏi cái chết, lão phu cả đời tung hoành, sáng lập cổ đạo tông, dựa vào sức mình bước vào cảnh giới mới, chết có gì tiếc tên của tôn kiếm phương sẽ được ghi trong sách sử, thành một truyền kỳ trên đường võ đạo, đời người thế là đủ. Liên tuyết dung cười khẽ, a à, người nghĩ thành tựu của mình rất bất phàm, lão nhân ra làm ếch ngồi đáy giếng hơi bị lâu, liên tuyết dung nhảy ra, nhanh nhẹn như con báo vỗ trưởng vào tôn kiếm phương. Bùm, liên tuyết dung cách rất xa nhưng lực lượng đã ập đến. Tôn kiếm phương vội hôn nắm tay đón chào, đây là tứ phương quyền. Một kích va chạm, hai người cách nhau năm trượng nhưng kinh lực đã giao phong kịch liệt như thực chất. Tôn kiếm phương lảo đảo, liên tục lùi ba bước, người run run lại lùi bảy bước, dừng lại rồi lùi mười bước, lại mười bước, sau đó lùi trăm bước mới ngừng. Mọi người nhìn trợn to mắt ốc biu, mợ nó, thực lực của nữ nhân này quá yêu nghiệt. Tôn kiếm phương đã ghê gớm lắm rồi, một bàn tay đánh bay vương phong thập nhị mạch nhưng lúc đối diện nữ nhân này một kích lùi hơn trăm bước, còn là ngừng rồi lùi, lùi lại ngừng. Điều này nói lên cái gì? Một kích của Liên Tuyết Dung không chỉ về lực lượng nghiền áp Tôn Kiếm Phương còn tu ra hơn 10 trọng lực mới mạnh mẽ đẩy lùi Tôn Kiếm Phương. Quá mạnh, chỉ một mình Liên Tuyết Dung đủ càn quét thiên hạ, hèn gì nhiều cường giả thập nhị mạch cam lòng dưới cơn nàng. Đám người hạ quan, cổ thang lên tinh thần, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực. Cái gọi là chim khôn chọn cành mà đậu, bọn họ là người thông minh nên có lựa chọn chính xác nhất. Một khi chủ đã ghê gớm như vậy thì thành chủ của hùng cứ thành mạnh cỡ nào? Quốc chủ huyền bắc quốc mạnh bao nhiêu? ôm đùi như thế mới là tương lai tươi sáng. Nghe xem liên tuyết dung nói gì, vào hoán huyết cảnh sẽ được tăng thêm 30 năm tuổi thọ. chương 3529, trong mạnh có đứng đầu kẻ mạnh. 30 năm, đặc biệt là đám người cắt nguyên long càng dục dịch, bọn họ đã gần đến cực hạn tuổi thọ, rất có thể buổi tối đi ngủ hôm sau nằm ngay đơ. Ai chẳng muốn sống lâu vài năm, tôn kiếm phương biến sắc mặt, lão không bao giờ ngờ mình đẩy ra cánh cửa cảnh giới mới nhưng không bằng một nữ nhân hai mươi mấy tuổi. Huyền Bắc Quốc quá mạnh, Liên tuyết dung lạnh nhạt nói, lão nhân ra, ở nơi hoang dã tự mình lần mò bước vào hoán huyết cảnh đã là không tầm thường, nên bổn tọa chấp nhận cho ngươi một cơ hội. Quy thuận chiều của ta, bổn tọa chẳng lẽ chữa lành căn nguyên sinh mệnh bị tổn thất, còn cho ngươi đặt chân lên cảnh giới càng cao. Trên hoán huyết cảnh còn có cảnh giới cao hơn, tim mọi người đập nhanh, không thể cưỡng lại được hấp dẫn này. Thực lực mạnh hơn, tuổi thọ dài hơn, đối với võ giả còn lựa chọn nào tốt hơn cô. Tôn kiếm phương thở dài, lúc trước lão còn tự phụ mình cả đời truyền kỳ nhưng nghe liên tuyết dung nói như thế thì chút xíu thành tựu của lão chẳng đáng gì người ta một tòa thành có bao nhiêu cường giả hoán huyết cảnh tôn kiếm phương đã giao động ý chí nhưng vì sĩ diện nên chỉ đứng im không nói mạnh duệ ninh lại gần khuyên lão đã quyết định tôn lão ca tham gia đi nước chảy về chỗ thấp người đi hướng cao hơn cộng thêm đoàn người liên tuyết dung thực lực khủng bố bọn họ không cần khách sáo như vậy có thể mạnh mẽ ức hiếp ai ngăn được ngấm kỹ lại chút mâu thuẫn ủy khuất cũng vơi bớt tôn kiếm phương gật đầu nhìn hướng liên tuyết dung lão phu có thể quy hàng nhưng có một câu phải nói rõ con xã yêu đúng là do môn hạ của ta giết chết liên tuyết dung vừa nói vừa liếc hướng tư mã vinh bồn tọa tin tưởng tư mã vinh dùng mình run cầm cập mặc dù liên tuyết dung không trách móc gì nhưng tư mã vinh biết kỳ chủ trong mắt không chấp nhận hạt cát gã dám lừa gạt đối phương thì tuyệt đối không có kết cục tốt nơi này đại cục đã định bên kia còn đang chiến đấu kịch liệt Triệu thất mới 16, 7 tuổi nhưng kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, có thể thả kinh lực ra ngoài. Ngũ trọng lực trồng chất khiến sức chiến đấu của triệu thất cực kỳ mạnh. Lăng Hàn chủ yếu phòng thủ, tùy thời phản công. Mục đích thật sự của Lăng Hàn là chờ triệu thất dùng hết lực lượng, đó sẽ là lúc hắn thổi kèn phản công. Triệu thất trẻ tuổi bồng bột làm sao có thể so sánh với Lăng Hàn lão luyện chiến đấu trong nguyên thế giới không biết bao nhiêu trận. Thập mạch dốc hết sức chỉ có thể chiến đấu khoảng 2 tiếng, hoang phí ngũ trọng lực phải trừ gấp 5, nên nửa tiếng sau lực lượng của triệu thất giảm xuống. Triệu thất có thể lực kinh người, không thở hồng hộc như châu, nhưng bí lực tiêu hao quá lớn, khoảng cách phát ra ngoài bị thu nhỏ khoảng một thước. Mới có một chút, lăng hàn hú dài dốc hết sức phản kích, bùm 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 bùm, lăng hàn mạnh mẽ tấn công, ba đấm hai đá đánh bay triệu thất. Lăng hàn không sử dụng yêu hầu quyền, nếu không thì có thể hạ gục đối thủ. Khi cần thiết phải giấu rốt, dù là yêu hầu quyền hay công pháp hầu ca đều có quan hệ rất lớn liên tuyết dung mở miệng nói triệu thất trở về triệu thất bỏ dậy nhân mặt đau xoa ngực triệu thất ngoan ngoãn quay về ánh mắt nhìn lang hàn không có thù hằn mà tràn ngập khâm phục không chỉ mình triệu thất đám người vương phong cũng vậy chiến sĩ như bọn họ phục nhất là người đánh giỏi lang hàn với tu vi cửu mạch chiến thắng triệu thất thập mạch ở trong mắt họ kinh người còn hơn tôn kiếm phương tu đến hoán huyết cảnh vì trong hùng cứ thành tuy hoán huyết cảnh không đi đầy đường nhưng vẫn có khá nhiều còn cửu mạch thắng thập mạch ít đến tội, có thể xếp vào 10 hàng đầu. Liên Tuyết Dung gật đầu với Lăng Hàn, bây giờ bổn tọa tin mãng xà là người giết, nhưng bổn tọa không ước hẹn với người ai giết mãng xà thì phục lăng quả thuộc về người đó. Lăng Hàn nhướng mày, nữ nhân này có ý gì? Liên Tuyết Dung mở miệng nói, bổn tọa còn chống một phó đội trưởng, có đồng ý đi theo bổn tọa lăn lộn. Nghe câu đó đám người vương phong đều ngạc nhiên, huyền thanh kỳ có 10 đội 10 người, mỗi đội có một đội trưởng, một phó đội trưởng đám cường giả thập nhị mạch nhóm Vương Phong là đội trưởng trong đó. Muốn làm phó đội trưởng thì phải là thập nhất mạch, Lăng Hàn còn chưa bước vào thập mạch, dù hắn có năng lực thập mạch nhưng đặt trong huyền thanh kỳ không tính là cao thủ, lần này là để bạt phá cách. Liên tuyết dung quản lý thuộc hạ rất nghiêm khắc, vì vậy đám người Vương Phong không dám hó hé tiếng nào. Đám người hạ quan lộ vẻ ghen ghét, đệt, bọn họ chọn sớm đầu vào, nhưng tư cách tham gia huyền thanh kỳ còn không có. Ngược lại Lăng Hàn đánh một trận đã thành phó đội trưởng vậy chẳng phải là những trưởng bối như bọn họ sẽ dưới cơ lăng hàn bọn họ không phục rất khó chịu đầu óc lăng hàn xoay chuyển nhanh nếu ở trong cổ đạo tông võ đạo đến thập nhị mạch là hết tôn kiếm phương lần mò nhiều năm mới bước vào hoán huyết cảnh còn phải trả giá rất lớn trong quá trình mày mò dù lăng hàn có thiên tư siêu đẳng thành tựu hoán huyết cảnh không dài bằng tôn kiếm phương nhưng không được ai chỉ dẫn thì vẫn phải mất rất lâu đi con đường người ta đã đi và tự mình đi là đều hoàn toàn khác hơn nữa huyền bắc quốc đã đi rất xa trên đường võ đạo như kỳ chủ là hoán huyết cảnh phải trang thành chủ đảng cấp cao hơn nữa quốc chủ có tu vi gì cổ đạo tông quá nhỏ cái gọi là thiên tài cũng chỉ cỡ như lý trường đan đạp lên không có gì sướng lăng hàn còn muốn nghiên cứu trận pháp đan đạo chỉ có đi huyền bắc quốc mới thực hiện được lăng hàn đã quyết định chắp tay nói đa tạ ý tốt của kỳ chủ thái độ của lăng hàn làm đám người vương phong bất mãn Hừ, đội trưởng như bọn họ thấy liên tuyết dung phải nửa quỳ hành lễ, người chỉ hai đấm chắp vào nhau là sao? Xem cao mình quá, liên tuyết dung không để ý, nàng vuốt tóc đẹp, thanh niên có cá tính như vậy mới đáng được nàng thưởng thức, giam giáp nghe theo có gì vui. Nhưng hứng thú của Liên Tuyết Dung là mài góc cạnh của những người trẻ tuổi, khiến bọn họ ngoan ngoãn nghe lời. Liên Tuyết Dung lười biếng nói, thưởng ngươi trái phục lăng quả này, tự đi lấy đi. Liên Tuyết Dung nhìn đám người, cho các ngươi một tháng giải quyết việc phạt một tháng sau thế lực của các ngươi sẽ trở thành lãnh địa của huyền Bắc Quốc, cắm cờ huyền Bắc Quốc, phụng chủ của ta là Thánh Thượng. chương 3530, thưởng thức, đám người cắt nguyên long không người. Tuân lệnh, đây là một đại cao thủ hoán huyết cảnh, trừ tôn kiếm phương có thể miễn cưỡng ngang hàng ra người khác chỉ có nước phục tòng. Một đám người từ trên chiến thuyền nhảy xuống, phân phối mỗi thế lực nhận một người đi phối hợp giải quyết việc quy thuật. Vì quy hàng huyền Bắc Quốc không phải chỉ có cắm cờ là xong, Liên tuyết dung cười khách sáo nói với tôn kiếm phương lão nhân ra bổn tọa tham thảo với ngươi đến hùng cứ thành thì hoán huyết cảnh xứng là cảnh giới tôn kiếm phương tự đột phá cảnh giới này thiên phú và nghị lực đáng khen nên liên tuyết dung cho đối phương mặt mũi nếu tôn kiếm phương vượt qua được khốn khó căn nguyên cạn kiệt hao tổn tuổi thọ thì không chừng tương lai có tiềm lực phát triển lớn hơn tôn kiếm phương gật đầu đối phương thưởng thức lăng hàn khiến lão rất hưởng thụ tôn kiếm phương không có con cái đã xem lăng hàn là hậu nhân của mình Tôn kiếm phương khách sáo đáp lễ, mời, hai người lên chiến hạm tham thảo võ đạo, đám người hạ quan thì mang theo một chiến sĩ huyền thanh kỳ về cổ đạo tông giải quyết sự việc quy hàng cụ thể. Đám người vương phong súng lại, huynh đệ, bọn họ nhìn lăng hàn như xem quái vật, tiêu rồi, người tiêu đời, đúng thế, nam nhân bị kỳ chủ nhà ta thưởng thức thì không ai còn nguyên. Ai, người tự cầu nhiều phúc đi, lăng hàn bật cười hỏi, liên kỳ chủ khủng bố vậy sao, một nam nhân đầu chọc nói, sao không, đừng thấy kỳ chủ của chúng ta xinh đẹp hút hồn người, đẹp nhỏ nước, nhưng bên trong lạnh tựa băng xương, còn là ác ma. Trước kia có đội trưởng ỉ vào mình là thân thích của thành chủ nương men say ba hoa với kỳ chủ đại nhân, người đoán kết quả thế nào? Miệng bị tắt nát, bên dưới bị cắt, không ra nam chẳng ra nữ. Lăng Hàn nói, đó là vì người kia gieo gió gặt bão. Vương Phong lòng còn sợ hãi nói, người không hiểu, liền kỳ chủ là người hai mặt, Bây giờ lạnh như khối băng nhưng qua mấy ngày sẽ nóng bỏng như lửa hòa tan ngươi. Nhưng ngươi dám lộ ra chút xíu gì? He he, tự hiểu, vậy thì chờ bị trừng trị đi." Lan Hàn nhìn người này, hỏi, "Các người đã nếm mùi đau khổ rồi?" Đám Vương giả thập nhị mạch thở dài, "Ai?" Một nam nhân vạm vỡ áo xanh nói, "Ai chẳng có lúc không hiểu chuyện." Hèn gì đám người này đi theo Liên Tuyết Dung xuống chiến hạm ngoan như con nít, hóa ra đã bị trừng trị để lại ám ảnh tâm lý không nhìn ra nữ nhân lạnh như băng kia còn có lúc quyến rũ đa tình vương phong giang hai tay hướng lăng hàn siết chặt hắn ngoài ra hoan nghênh huynh đệ tham gia vào huyền thanh kỳ chúng ta những người khác cũng tiến lên ôm lăng hàn tự giới thiệu đám người này vừa đơn giản vừa chân thành khiến lăng hàn đổi suy nghĩ hắn vốn rất ghét bọn họ tư mã vinh thì thảm mặc dù liên tuyết dung không trách gì gã nhưng ai cũng biết liên kỳ chủ ghét nhất bị người lừa bây giờ liên tuyết dung không nổi đoá là vì rất chú trọng tôn kiếm phương trong một chốc không rảnh phạt. Đám chiến sĩ vốn khinh thường kẻ nịnh hót như tư mã vinh nên không ai muốn xin sỏ dùng gã, coi gã như không khí, bọn họ đi tới đi lui không thèm nhìn cái nào. Tư mã vinh thẫn thờ, gã về thương vũ thành vì mang theo nhiệm vụ, làm lính hầu, thám tử, chủ yếu tìm hiểu nhân tài ưu tú trong từng thế lực. Kết quả lang hàn là siêu thiên tài nhưng tư mã vinh vì ghen tị mà suýt mai một. Liên tuyết dung tha cho gã sao, chạy, tư mã vinh nhủ thầm, ở lại thì thê sờ thảm, Gã đã là vương giả thập mạch, trời đất bao la có nơi nào không đi được. Nhưng Tư Mã Vinh mới định xuống núi thì nam nhân đầu chọc cười tủm tỉm chặn đường đi. "Ngươi muốn đi đâu? Đây là cường giả thập nhị mạch." Tư Mã Vinh ngồi bệch xuống đất, chạy cũng không xong, đành treo tim treo gan chờ bị phạt. Lăng Hàn không xuống ao ngay, trong nước còn đầy kịch độc, yêu thú thập mạch cũng không chịu nổi. Hắn liều lĩnh nhảy vào rất có thể không ra được nữa. "Chờ chút đi, dù sao một tháng nữa chiến hạ mới cất cánh quay về Hùng Cứ Thành." lang hàn thừa dịp này hỏi thăm đám người vương phong tìm hiểu về huyền bắc quốc huyền bắc quốc khởi nguồn từ đất cực bắc nguyên hải tinh sau đó thiên địa biến động lớn thì nhanh chóng vươn lên rất nhanh quét sạch khắp nơi không ngừng khuếch trương lãnh thổ tại sao đám người cổ đạo tông không hay biết gì có vật khổng lồ như vậy tồn tại đơn giản vì thiên địa biến dị dã ngoại tràn ngập yêu thú thiết bị thông tin bị hỏng con người không đi xa được nghe hoặc biết bị giới hạn mãi khi bước chân khuếch trương của huyền bắc quốc đến bọn họ mới hiểu ra hóa ra bên ngoài còn có thế lực siêu mạnh. Quốc chủ của huyền Bắc Quốc họ Trần, tên gì thì không biết, đây là tôn húy, người thường không có tư cách biết. Trần Quốc chủ có tu vi gì thì càng thêm không người biết. Tóm lại Trần Quốc chủ là cường giả số một huyền Bắc Quốc, rất có thể là số một thiên hải tinh. Thật ra đám người vương phong không biết nhiều, bọn họ mới chỉ 30 tuổi, từ nhỏ sinh ra trong hùng cứ thành, sau đó luyện võ, tham gia quân đội mong có tương lai. Trải qua nhiều đợt sàn lọc bọn họ vào huyền thanh kỳ quân đội bình thường của hùng cứ thành đại khái cỡ vạn người người ưu tú nhất được chọn ra tham gia vào bốn đội đặc biệt huyền thanh địa hoàng thiên hỏa vân mạc trong bốn đội này chọn đại một người nào đều là vương giả thập mạch nhiệm vụ của họ cơ bản là thanh trừ yêu thú trong quốc cảnh hành động chiêu an thế này chỉ làm ngẫu nhiên giống như nghỉ phép tôn kiếm phương rất nhanh đi ra vẻ mặt kích động tôn kiếm phương kêu lăng hàn lại gần nghiêm nghị khuyên hắn buông hết mọi chuyện của cổ đạo tông so với huyền bắc quốc vĩ đại thì cổ đạo tông chẳng đáng gì thái độ của lão già thay đổi mau vậy lăng hàn không thật sự để bụng hắn đi vào cổ đạo tông chưa được vài tháng không có cảm giác trung thành chẳng qua tôn kiếm phương đáng tôn trọng kết bạn với nhiếp dương còn có một thị nữ nhỏ lúc trước lăng hàn nhờ nhiếp dương sau khi về thông báo cho hoán tuyết biết qua vài ngày nàng sẽ cùng chiến sĩ cổ đạo tông đến đây mấy ngày sau chất độc trong ao thanh lọc lăng hàn nhảy vào ao nước xem thử phục lăng quả chín chưa mới lặn xuống nước Lăng Hàn đã dùng mình, lạnh quá, làm máu của hắn sắp đông lại. Lăng Hàn vội vận chuyển công pháp hầu ca, hơi nóng chuyển động trong người xua tan bốt giá. Vẫn rất lạnh nhưng có thể chịu đựng được, chương 3531, huyền Bắc Quốc. Lăng Hàn lặn xuống đáy ao, áp lực nước nhanh chóng tăng mạnh. May mắn phục lăng quả sinh trưởng trên vách hang dưới ao nước khoảng hơn 10 trượng, hắn không sợ áp lực nước tầm này. Còn chưa chín hẳn, phỏng chừng cần năm hôm nữa. Thôi đành đợi, Lang Hàn trồi lên mặt nước, dao dao, nước văng khắp nơi, hắn chợt thấy Liên Tuyết Dung ở ven ao, nước lan hướng nàng. Ong 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 ong, mỹ nữ giơ tay lên, bức tường vô hình dựng quanh thân nàng ngăn nước bắn tới. Lăng Hàn áy náy nói, ngại quá, không trông thấy kỳ chủ đại nhân, Liên Tuyết Dung không phải loại người cố chấp vô lý, nàng không tức giận, ném cho hắn một quyển sách. Đây là công pháp thánh thượng sáng chế, Huyền Hoàng Quyết, giờ ban cho ngươi tu luyện. Có gì không hiểu có thể tùy thời đến tìm bổn tọa. Quả nhiên thế lực chính quy đều có công pháp, nếu chỉ dựa vào đánh quyền hấp thu bí lực thiên địa thì hiệu suất quá thấp. Lăng Hàn nhận công pháp, liên tuyết dung thì xoay người đi. Tư Mã Vinh quỳ một bên, ghen tị đến mắt vé lửa. Mấy năm trước Tư Mã Vinh du lịch thiên hạ tình cờ kịch chiến với yêu thú được đội liên tuyết dung cứu. Gã đi theo đội một thời gian, được chút ích lợi mới vào thập mạch. Sau đó Tư Mã Vinh nhận lệnh của Liên Tuyết Dung quay về chấp hành nhiệm vụ, nhưng lâu nay gã chưa từng được truyền cho công pháp tiểu tử chết tiệt đó cướp hết mọi thứ của gã. Tư mã vinh nghiến răng ken két, gã bị phạt quỳ ở đây một tháng, nhưng 10 ngày chưa qua hết mà gã đã cảm giác không chịu đựng nổi. Nếu ánh mắt có thể giết người chắc chắn Lăng Hàn đã bị Tư Mã Vinh giết nhiều lần. Lăng Hàn liếc Tư Mã Vinh một cái rồi lờ đi, chạy theo hai bước. Kỳ chủ đại nhân, liên tuyết sung ngừng lại, mắt lóe tia sáng lạnh. Có chuyện gì, nếu Lăng Hàn được một tức lại muốn tiến một thước nêu yêu cầu quá đáng thì nàng sẽ dạy hắn học ngoan. Lăng Hàn hỏi không biết kỳ chủ đại nhân có tư liệu về trận pháp không? Hả, Liên Tuyết Dung ngạc nhiên, nàng không ngờ Lăng Hàn sẽ nêu yêu cầu như vậy. Liên Tuyết Dung xoay người hỏi, như thế nào, ngươi muốn nghiên cứu trận đạo? Lăng Hàn gật đầu nói, đúng vậy, Liên Tuyết Dung lắc đầu nói, ngươi có biết huyền Bắc Quốc có bao nhiêu võ giả không? Lăng Hàn trả lời dứt khoát, không biết, Liên Tuyết Dung nói, tuy không có con số chính xác nhưng trên lục mạch không ít hơn 10 vạn người. Liên Tuyết Dung tạm dừng một lúc rồi hỏi tiếp, "Trận pháp sư có bao nhiêu người?" Lăng Hàn lắc đầu nói, "Không biết, không tính học đồ, có tư cách gọi là trận pháp sư chỉ cỡ trăm người." Lăng Hàn đã hiểu ý Liên Tuyết Dung nói mấy lời này là sao, trận pháp sư cực kỳ hiếm hoi, yêu cầu rất cao, không phải ai nghiên cứu trận đạo đều được. Nhưng Liên Tuyết Dung không biết rằng Lăng Hàn hấp thu tất cả tinh hoa của thần thạch, bẩm sinh có thiên phú trận pháp, đan đạo siêu cao minh, có vận may nghịch thiên, năng lực thân thiết lang hàn cười nói ta chỉ muốn thử xem mình có thiên phú về mặt này không liên tuyết dung hơi bất mãn chỉ biết mơ xa là không thực tế làm sao đi xa trên đường võ đạo người tưởng mình là vô khuyết công tử áo trắng bay bay danh chấn thiên hạ sao có thể nhẹ nhàng tu trận đạo võ đạo nhớ đến nam nhân hoàn mỹ không khuyết điểm làm mặt liên tuyết dung ửng hồng mắt mê ly nữ nhân trong thiên hạ ai không xem người đó là tình nhân trong mộng liên tuyết dung vội tỉnh táo lại nàng là kỳ chủ huyền thanh kỳ sao có thể mất mặt trước thuộc hạ. Người chờ chút, liên tuyết dùng chiến hạm rất nhanh trở ra, ném quyển sách khác cho Lăng Hàn. Đây là quyển cơ bản trận đạo, người cầm đi tự tham ngộ. Ngoài ra ba ngày sau bổn tỏa sẽ thử thách người nắm giữ công pháp, nếu không khiến bổn tỏa vừa lòng thì. Hừm, liên tuyết dung vung tay rời đi, lăng hàn cười, được rồi, vậy thì nghiêm tóc đọc công pháp huyền bắc quốc quốc chủ sáng tạo vậy. Lăng hàn xem huyền hoàng quyết trước, đọc từng chữ một, thường ồ à chép miệng rất nhanh lăng hàn khép sách lại, nhắm mắt hồi tưởng. Công nhận quốc chủ này là một thiên tài võ đạo, với điều kiện đúng là y sáng tạo ra công pháp này. Không bằng công pháp hầu ca nhưng vượt trên tứ phương quyền gấp mấy làn, cụ thể ra sao lăng hàn còn cần thử mới biết. Sáng sớm hôm sau lăng hàn tu luyện công pháp này, hắn phát hiện chỉ có hiệu suất một phần mười so với công pháp hầu ca, luyện hóa ra lực lượng lẫn nhiều tạp chất, so sánh với lực lượng trong người hắn càng hiện rõ ràng. Ừm, công pháp này có thể cho thị nữ nhỏ tu luyện, lăng hàn gật gù ngừng tu luyện công pháp hắn chuyển sang luyện công pháp hầu ca lăng hàn phỏng chừng nếu không có trợ giúp đặc biệt gì thì phải mất trăm ngày mới lên thập mạch tốc độ không chậm chút nào nhưng lăng hàn hy vọng sẽ mau hơn nữa vì hắn muốn sớm thả nhóm nữ hoàng ra lăng hàn tin tức bị giới hạn vì thực lực của hắn nếu hắn mạnh tất nhiên nhóm nữ hoàng sẽ ra ngoài được nửa tiếng sau lăng hàn lấy quyển cơ bản trận pháp ra đọc đây đúng là cơ bản kể về bắt đầu trận pháp trận pháp là cái gì rút đi xoay chuyển lực lượng thiên địa hòng đến hiệu quả mê hoặc diệt địch luyện đan nên trận pháp sư còn một chi nhánh gọi là trận đan sư chuyên luyện đan trận pháp chỉ là phụ trợ trừ trận pháp cơ bản nhất như tam nguyên trận ra chế tạo trận cơ khác trừ cần học tập trận văn còn phải có tinh thần cường đại làm môi giới câu thông thiên địa tinh thần lực ở trong nguyên thế giới thần hồn của ta vô cùng cường đại nhưng bây giờ ta làm gì có tinh thần tức là muốn học trận pháp phải trước tiên học cách lớn mạnh tinh thần hoặc nên nói là làm cách nào rót một tinh thần ảo trận văn. Không biết huyền Bắc Quốc có công pháp như vậy không? Ta học từ trận văn cơ bản nhất thử. Trận văn cơ bản có 3.600 cái, trung cấp có 1.800 cái, cao cấp có 108 cái. Ừm, còn có siêu trận pháp gồm 36 cái. Nhưng trong sách mới có 744 trận pháp cơ bản. Trận văn khác nhau tổ hợp có thể phát huy tác dụng khác biệt. Không biết đào ra trận cơ trong cổ trận của cổ đạo Tông có trận văn đẳng cấp gì? ta đã kêu hoán tuyết mang đến, chờ tới lúc đó sẽ nghiên cứu. Hắn bắt đầu học tập trận văn, chìm đắm trong trạng thái mất ăn mất ngủ, đến nỗi quên ăn cơm, sáng sớm quan trọng nhất là tu luyện. chương 3532, cơ sở trận đạo. Những trận văn cực kỳ phức tạp, chỉ là trận văn cơ bản nhưng nó phức tạp đến nỗi lăng hàn cảm thấy mình tu luyện một môn võ kỹ vô cùng cao sâu. Hình như trong thiên địa có bí lực làm khó dễ, mỗi khi hắn ghi nhớ một trận văn là nó sẽ mở nhạt như muốn xáo khỏi ký ức điều này làm tiến độ của lăng hàn cực kỳ chậm nhớ không được thì nói gì đến chế tạo trận cơ lăng hàn lăng hàn lăng hàn bị tiếng đập cửa rầm rầm đánh gãy suy tư hắn đang ở trên chiến hạm có phòng riêng lăng hàn lấy lại tinh thần bỗng thấy vừa đói vừa khát người bên ngoài nói kỳ chủ đại nhân muốn gặp ngươi lăng hàn sửng sốt chẳng lẽ đã qua ba ngày mau quá hèn gì hắn thấy đói dữ vậy lăng hàn ra khỏi phòng đến gặp liên tuyết dung liên tuyết dung hỏi tập luyện công pháp thế nào rồi? Lăng Hàn gật đầu nói, đã học, liên tuyết dung đang uống trà nghe vậy suýt sặc, đùa chắc, ba ngày học xong công pháp này. Khoác lác giữ, liên tuyết dung bắt đầu kiểm tra, tốt, vậy bồn tọa kiểm tra ngươi. Liên tuyết dung ném ra các vấn đề đều được trả lời hoàn mỹ, nàng lộ biểu tình kinh sợ. Trên đời có thiên tài như vậy, ví dụ vô khuyết công tử tài tình vô song của huyền Bắc Quốc, nghe đồn học cái gì một lần là biết, khiến người chỉ biết khâm phục. Người trẻ tuổi trước mắt nàng cũng là thiên tài như vậy sao? Liên Tuyết Dung nói, đi đi, chăm chỉ tu luyện đừng chế nãi. Vì quá mình nên Liên Tuyết Dung quên hỏi Lăng Hàn học trận đạo ra sao? Trong mắt nàng thì hắn hiểu thấu công pháp này trong vòng 3 ngày đã không đơn giản. Sao có thể dư thời gian cho trận đạo, hỏi cũng như không? Qua hai ngày Lăng Hàn lại la ượn xuống ao nước hái phục lăng quả. Trái đã chín mọng, một trái phục lăng quả có thể cho võ giả từ cửu mạch lên thập mạch. Lăng Hàn rất sốt ruột, hắn tràn ngập khát vọng thập mạch phóng kinh lực ra ngoài thì sức chiến đấu của hắn sẽ bước lên độ cao mới, có thể chiến với thập nhị mạch. Lang Hàn ngồi xếp bằng, gặm phục lăng quả, ưm, rất thơm, tuy không quá ngọt nhưng ít nhất không khó khăn. Lăng Hàn đánh giá trái cây, chỉ trước mắt cơ thể hắn sôi trào lực lượng, dược lực của phục lăng quả phát huy tác dụng, Lăng Hàn dẫn dắt hiệu lực chuyển động trong người mình, bùm, kinh mạch thứ 9 bị nhanh chóng mở rộng, vô cùng kịch liệt. lẽ ra dùng phục lăng quả lúc là đỉnh cửu mạch mới đúng dược lực mãnh liệt như vậy có thể dùng vào việc mở mang kinh mạch không thì vì bước này khó khăn nhất rất có thể dược lực phát huy sau đó không đủ sức mở kinh mạch thứ 10. lang hàn không quan tâm mấy cái đó hắn chỉ cần trùng kích đỉnh cửu mạch dù dùng hết dược lực không thể xông lên thập mạch thế thì chờ sáng hôm sau hắn tu luyện một chút chắc chắn có thể đẩy mở cánh cửa thập mạch lang hàn tràn đầy tự tin vào điều này kinh mạch thứ 9 nhanh chóng mở rộng sớm được đả thông nhưng còn xa mới đến tận cùng dược lực mãnh liệt quá lang hàn nhủ thầm trong cơ thể hắn như giấu con mãnh thú hồng hoang không ngừng va chạm, làm hắn cảm giác người sắp nổ tung. Nhưng dược lực càng hung mãnh thì tu vi của Lăng Hàn tăng tiến càng mau, nhiều lần trùng kích, kinh mạch thứ 9 nhanh chóng mở rộng đến cực độ tạo cảm giác đau chết người. Được rồi, Lăng Hàn tự nhủ, bắt đầu thăm dò mạch thứ 10. Lực lượng trong thân thể là xúc tu, nhưng lực lượng này cuồng bạo không dịu dàng chút nào, hại Lăng Hàn bị thương không ngừng ho ra máu. May mắn chưa đến một phút Lăng Hàn tìm được kinh mạch thứ 10 bùm, lực lượng có chỗ chút ra liền thô bạo ùa vào. Đến đây, đến đi, lăng hàn vững như đá, hắn hấp thu những năng lượng này, dẫn dắt chúng nó xông hướng kinh mạch thứ 10. Bùm, kinh mạch thứ 10 được mở mang bằng cách bạo lực, đây là thủ dương minh đại tràng kinh, bắt đầu từ ngón trỏ tay trái đến dưới mắt trái. Đả thông chưa xong, dược lực của phục lăng quả chưa tan biến hết, trùng kích vài lần sau mới chấm dứt. Lăng hàn đứng lên, tràn ngập mong đợi, bây giờ hắn là thập mạch, có thể kinh lực phát ra ngoài. Lăng Hàn động ý niệm, 10 kinh mạch cùng dâng lên lực lượng, hội tụ, dung hợp, hình thành biến chất khó tả xiết. Lăng Hàn giơ tay phải lên ấn đằng trước, phịch, đèn bàn đặt trên bàn ngã xuống. Thành công, Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, nhưng hắn không dám dùng sức trong phòng, vì thế đi ra ngoài. Tầng dưới con thuyền có phòng đánh nhau, bên trong có máy đo sức. Lăng Hàn đã sớm hỏi thăm rồi. Lăng Hàn đến chỗ đó thấy năm nam nhân đang đấu luyện, nhỏ cỡ 20 tuổi, lớn thì 30, đều là thập mạch. Thấy Lăng Hàn đến, hai nam nhân trẻ tuổi gật đầu chào. Lăng phó đội trưởng, ba nam nhân khác ngạo mạn hơn nhiều, làm lơ hắn. Lăng Hàn đột nhiên được Liên Tuyết Dung Phong làm phó đội trưởng khiến nhiều đội viên cũ bát mãn. Dựa vào cái gì một cửu mạch có thể cưỡi trên đầu bọn họ. Họ không dám cào nhau với Liên Tuyết Dung, nhưng không chút kính trọng Lăng Hàn, thậm chí tràn ngập địch ý. Lăng Hàn cười gật đầu với hai người chào mình, ba người khác thì hắn quăng cục lơ. Chỉ cần bày ra thực lực thì có gì không thể giải quyết thấy lăng hàn không có biểu thị gì đi lướt qua họ ba chiến sĩ tràn đầy địch ý lộ vẻ khinh thường si một tên hèn bị khiêu khích như vậy mà không có tính tình thì sao xứng làm phó đội trưởng của họ ta không phục cửu mạch bình thường sao có thể làm phó đội trưởng của chúng ta nên biết yêu cầu thấp nhất vào huyền thanh kỳ là thập mạch chuyện này nịnh hót kỳ trưởng sao ha 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 khiêu chiến với hắn là biết liền cũng đúng đánh hắn một trận là tiểu tử này sẽ biết khó mà lui tự xin nghỉ với kỳ trưởng mấy đội trưởng của chúng ta có ai không dùng nắm đấm giành được. Ủa, tên kia muốn đo sức, chờ hắn đo sức xong rồi khiêu chiến với hắn đi. Năm người không luận bàn, súng nhau lại gần, lang hàn đến trước máy đo sức, đứng cách ba thước. Bình thường đây là khoảng cách công kích lớn na tê vương giả thập mạch. Rồi, bắt đầu, lang hàn không chuyện gì kỹ pháp gì, chỉ tung nắm đấm. Bùm, nắm tay không đụng vào máy đo sức nhưng lực lượng dâng lên đánh tới trước một cú nặng nề. Con số trên máy đo sức không ngừng nhấp nháy, cuối cùng ngừng lại. Mở nó, đệt, ta bị hoa mắt rồi. Không thể nào, trời à, máy đo sức biểu thị mấy con số 9 vạn 1 ngàn cân cực kỳ bắt mắt. Cực hạn của thập mạch có 5 vạn cân, cực hạn thập nhất mạch là 7 vạn cân. Có thiên tài có thể đột phá cực hạn như vậy, nhưng thập mạch tối đa đến 6 ngàn cân lực lược, thập nhất mạch là 8 ngàn cân. Trường 3533, thập mạch, lực lượng 9 vạn 1 ngàn cân suýt đến cực hạn thập nhị mạch, chắc chắn lăng hàn đã đột phá, không thì hắn không thể nào kinh lực phát ra ngoài, đây là tác dụng của phục lăng quả. Nhưng ước chừng lăng hàn mới đột phá, vậy mà có lực lượng gần bằng cực hạn thập nhị mạch. Làm sao khiến người tin tưởng, có người nói với chiến sĩ lúc trước đòi khiêu chiến lăng hàn. Này, người nói muốn khiêu chiến với phó đội trưởng mới mà. Chiến sĩ kia khóe miệng co giật, chỉ muốn đảo hố chôn mình. Tuy gã cũng là thập mạch nhưng lực lượng cỡ 5 vạn cân, so sánh với lăng hàn kém gần gấp đôi, đi khiêu chiến chỉ có một kết quả là tự dước lấy nhục. Nên biết trước lực lượng tuyệt đối kỹ xảo gì cũng vô dụng. Thật là quái vật, siêu quái vật, quái vật như vậy đừng nói làm phó đội trưởng, có làm đội trưởng cũng không lạ. Năm người hoàn toàn phục, thập mạch đã mạnh như vậy, tiến thêm một bước đến thập nhất mạch thì sao? Không không không, chỉ cần lăng hàn đến đỉnh thập mạch thì lực lượng của hắn sẽ đột phá lực lượng 10 vạn cân, trừ khoảng cách kinh lực phát ra ngoài ra hắn không thua gì thập nhị mạch. Lăng hàn hơi do dự, hắn phát hiện khoảng cách ba thước không phải cực hạn kinh lực phát ra ngoài của mình. Lăng Hàn lùi mấy bước đứng cách sáu thước, chuẩn bị giơ nắm đấm. A, à, hắn định làm gì? Cách sáu thước tung nắm đấm, thập mạch kinh lực phát ra ngoài tối đa đến 10 thước, nhưng khoảng cách đó thì kinh lực gần bằng không, như gió nhẹ thổi qua. Phó đội trưởng mới của chúng ta muốn làm gì? năm chiến sĩ rất tò mò. Lăng Hàn tung cú đấm, bùm một tiếng, máy đo sức lại vận chuyển. 9, 9 vạn 2 ngàn cân. Trời ạ, à chuyện gì thế này, lực lượng chẳng những không giảm bất ngược lại tăng cao, không vận chuyển bất cứ kỹ pháp gì đúng là lực lượng có dao động, nhưng thập mạch cách sáu thước tung cú đấm mà lực lượng không giảm bớt chút nào. Ta đang nằm mơ sao, quái vật chắc luôn, tiểu tử này là quái vật, nam chiến sĩ dùng ánh mắt kính sợ nhìn Lăng Hàn, đây là con người sao. Lăng Hàn ngẫm nghĩ, lại lùi mấy bước đến một trượng thì đấm một cú. Bùm, máy đo sức dung nhẹ hiện con số vượt qua 9.000 cân năm chiến sĩ đứng bên cạnh không nói nên lời, tại sao sau khi qua thập mạch thì áp chế đẳng cấp rõ rệt. Đơn giản vì thập nhị mạch có thể cách xa hai trượng đánh chúng đối thủ, thập mạch thì chỉ có ba thước. Đừng nói vốn cách biệt lực lượng, dù không có nhưng khoảng cách xa như vậy, thập mạch không có cơ hội ra tay đã bị trực tiếp hạ gục. Vị phó đội trưởng mới này, tuyệt đối không phải con người. Sau này dù hắn nói cái gì cũng phải ngoan ngoãn nghe lời, đừng vì tu vi của hắn không cao mà mặt ngoài nghe sau lưng không coi ra gì. Lăng Hàn lại lùi, sau khi thử mấy lần hắn đã biết cực hạn của mình, cỡ gần hai triệu thì sẽ bị suy yếu, đến hai triệu một thước gần bằng không. Tức là lực lượng hay khoảng cách kinh lực phát ra ngoài đều không thua kém thập nhị mạch. Sướng, Lăng Hàn tràn đầy tự tin giờ có chiến đấu với cường giả thập nhị mạch thế hệ trước như đám mạnh duệ ninh cũng không sợ, có 90% xác suất thắng. lang Hàn xoay người lại, năm chiến sĩ há hốc mồm, biểu tình gặp quỷ nhìn hắn. lang Hàn mỉm cười với họ sau đó xoay người ra ngoài. Mợ nó, ta sắp điên rồi, thập mạch mạnh như vậy thật là quái vật, không được, ta muốn điều vào đội của lăng đội trưởng. Ta cũng xin đi, năm người mắt sáng rực, đi theo một cường giả thì sau này có thể hưởng sái, đặc biệt bây giờ lăng hàn còn thế yếu, bọn họ đi theo hắn sẽ là thần tử cánh tay đắc tội, là huynh đệ thân thiết, bộ hạ cũ. Không nói đến năm chiến sĩ, sau khi về phòng mình lăng hàn suy tư về lực lượng trồng chất. Tứ phương quyền có lực lượng trồng nhưng xem ba chiêu tôn kiếm phương đã dậy thì chỉ trồng được hai tầng, miễn cưỡng tính vào. Trong quyền pháp hầu ca thì lực lượng trồng cao nhất lên đến 180. Rất khủng bố, đánh ra một đấm tương đương với 180 lăng hàn cùng oanh kích, có mấy người chịu được. Lăng hàn tin rằng nếu hắn đến cảnh giới cao sâu như vậy thì một đấm có thể đánh nát hoán huyết cảnh. Lăng hàn thầm nghĩ, thử xem bây giờ ta có thể đến mấy tầng lực lượng trồng. 180 lực lượng là cực hạn về mặt lý luận yêu cầu võ giả rất cao. Đầu tiên là ngộ tính, Lăng Hàn không thiếu cái đó, nhưng còn cần khí lực, lực lượng theo kịp. Không thì một đấm đánh ra 180 trọng lực thân thể sẽ rách toạc trước, hoặc lực lượng hoàn toàn theo không kịp đánh mấy chục trọng lực đã không chịu nổi. Như vậy, không đúng, nên là vậy. Hương, thế này cũng không đúng. Rất nhanh Lăng Hàn lại ra khỏi phòng, xuống chiến hạm, đi vào rừng rậm tìm đất chống luyện tập. Yêu hầu quyền rất quan trọng, tốt nhất đừng bị người ngoài biết. Lăng Hàn lặp đi lặp lại luyện tập, muốn phát ra lực lượng trồng chất thì phải nhanh chóng bắn ra lực lượng trong người, hầu như không có khoảng cách mới có thể một kích đánh ra lực lượng trên một trọng. Tốc độ bắn ra lực lượng càng mau thì số lần trồng chất càng nhiều. Lăng Hàn khống chế lực lượng không đánh ra hết sức, không thì những lực lượng trong cơ thể hắn không chịu nổi tiêu xài hoang phí như thế. Hơn nữa nếu đấm lung tung rừng rậm sẽ bị hắn phá sập. Hiện giờ hắn kinh lực phát ra ngoài khoảng hai trượng, không cần gần thân, lực lượng hơn 9 vạn cân đập chúng rất khủng bố. Bùm, Lăng Hàn luyện đến quên hết thảy, đột nhiên một tảng đá bị hắn đánh nát, làm hắn tỉnh táo khỏi trạng thái luyện quyền. Ủa, cú đấm này ta chỉ dùng lực lượng 3 ngàn cân, lẽ ra không thể đánh nát đá được. Trừ phi, ta tu ra lực lượng chồng, Lăng Hàn mừng rỡ, hắn cẩn thận nhớ lại cảnh vừa rồi, hai tay chậm rãi nhúc nhích. Đột nhiên một đấm tung ra, bùm, lại một tảng đá bị hắn nổ nát, quả nhiên, Lăng Hàn nở nụ cười, hắn nắm giữ lực lượng trồng hai trọng lực bước ra bước đầu tiên là khó nhất tiếp theo chỉ còn là vấn đề trồng nhiều tầng lực lượng hơn quyết định bởi tốc độ vận dụng lực lượng lang hàn luyện tập tam trọng lực tứ trọng lực ngũ trọng lực cửu trọng lực rất nhanh lang hàn đến cực hạn cửu trọng lực lượng trồng lên muốn nữa thì lực lượng dâng lên không kịp thân thể của ta không cảm nhận được áp lực kinh mạch không thấy bị đè ép nghĩa là chỉ vì lực lượng không dâng lên kịp chứ thân thể chưa đến cực hạn thử vận chuyển công pháp hầu ca xem Lăng Hàn vận chuyển công pháp hầu ca, lại tung cú đấm. chương 3534, thập tam trọng lực. Quả nhiên tốc độ lực lượng dâng lên tăng cao nhiều, còn có thể nâng cao nữa. Thập trọng, thập nhất trọng, thập nhị trọng, thập tam trọng, Lăng Hàn lại đến cực hạn, không thể nâng cao hơn nữa. Công pháp hầu ca chỉ có thể liên tục vận chuyển khoảng một phút, vượt qua thời gian thì kinh mạch của ta sẽ chịu áp lực lớn sắp đứt. Nên bình thường lực lượng trồng là 9 tầng, bùng nổ thì 13 tầng, như nhóm vương phong chỉ có thể đánh ra ngũ trọng lực, ta không bùng nổ thì cửu trọng lực cũng có thể nghiền áp họ. Nhưng quá cao điệu không có lợi gì, phải giấu rốt, miễn thắng là được. Lăng Hàn giấu rốt, điệu thấp nhưng thật ra đã rất cao điệu. Nhìn xem, đụng phải cường giả thập nhị mạch hắn đặt ra điều kiện là có thể thắng. Đi hỏi liên kỳ trưởng xem có công pháp nâng cao tinh thần không, ta nên bắt đầu luyện tập trận pháp. Lăng Hàn lại tìm liên tuyết dung, liên tuyết dung cho Lăng Hàn vào khuê phòng, người bước vào thập mạch. Đừng thấy đây là một chiếc chiến hạm nhưng căn phòng của nàng trang trí không sơ sài chút nào, thứ gì phụ nữ nên có nàng đều có, bao gồm bàn trang điểm. Chậc, nữ nhân mặt lạnh còn biết trang điểm, Lăng Hàn nói thầm, ngoài mặt đáp, đúng, ăn phục lăng quả vào nếu không thể từ cửu mạch lên thập mạch thì rất vô dụng. Liên Tuyết Dung không thấy lạ, nàng gõ bàn nói, có năm người xin được điều đến đội của ngươi. Liên Tuyết Dung tạm dừng, mặt nửa cười nửa không nói, ngươi rót thuốc mê gì cho họ? Liên Tuyết Dung biết mình nhâm mệnh Lăng hàn vào chức phó đội trưởng khiến nhiều người không phục, đặc biệt mấy lính giả ở trong huyền thanh kỳ 7, 8 năm mà vẫn làm lính thường. Một tên tiểu tử hỉ mũi chưa sạch, lúc trước chỉ cỡ cửu mạch mà nhảy lên thành phó đội trưởng thì ai cam lòng. Nhưng bây giờ có 5 người chủ động xin đi theo Lăng hàn lăn lộn, ba người là lính giả. Liên Tuyết Dung thầm mấy lạ, Lăng hàn cười tươi nói, cái đó là vì ta luôn lấy đức thu phục người, có lẽ bọn họ thấy ta phẩm đức cao thượng, sâu trong tâm hồn ngưỡng mộ ta nên mới đi theo. Người cứ nói nhăng nói cuội đi, liên tuyết dung trợn trắng mắt, liên tuyết dung không quan tâm nhiều đến việc này, đó là một chuyện rất nhỏ bé không đáng kể, nàng chỉ lấy làm lạ. Liên tuyết dung lạnh lùng hỏi, người cầu kiến ta có chuyện gì? Lăng Hàn gật đầu nói, à, ta muốn hỏi kỳ trưởng đại nhân có công pháp tu luyện tinh thần không? Liên tuyết dung lạ lùng hỏi, người muốn công pháp như vậy làm gì? lang Hàn trả lời, thì tu tập trận đạo cần tinh thần, liên tuyết dung bị giật mình người thật sự học liên tuyết dung cứ nghĩ lăng hàn chỉ ước mơ xa vời sau khi nghiên cứu qua liền bỏ mặc nhưng lăng hàn đòi nàng cho cách tu luyện tinh thần tức là đối phương thật sự muốn tu tập trận pháp ui cái tên quái thai liên tuyết dung lắc đầu nói công pháp tu luyện tinh thần rất hiếm hoi nằm trong tay trận pháp sư tuyệt đối không chuyển ra ngoài tức là trừ phi bái vào môn hạ của những người này không thì đừng mơ được truyền dạy lăng hàn buồn bực hắn không muốn bái ai làm sư phụ Liên Tuyết Dung tiếp tục bảo, hơn nữa người có thể tu luyện tinh thần lực rất ít ỏi, cái này cần thiên phú. Nếu nói trong 10 người có một người có thể lên võ đạo thì một vạn người chưa chắc có một người có thể tu ra tinh thần. Phải tu ra tinh thần mới có thể đi lên trận đạo. Liên Tuyết Dung nhìn Lăng Hàn một cái, đổi đề tài. Nhưng nếu người thật sự muốn thử xem thì cũng không phải không được, chờ chút. Liên Tuyết Dung lục lọi hộp tủ không biết đang tìm gì. Lăng Hàn vốn bình tĩnh nhưng ngẫu nhiên liếc Liên Tuyết Dung một cái bỗng thấy người nóng bức đệt, vư vật quyến rũ còn chồng mông tìm đồ, phải ra bó chặt mông vêu khiến người bốc lửa. Lăng Hàn vội vàng quay đầu đi, lòng thầm lấy làm lạ. Tâm cảnh của hắn vững vàng biết bao, tại sao trở nên thiếu kiêu nhẫn. Không lẽ vì bị tước tu vi nên năng lực tự kiểm soát cũng giảm xuống. Một lúc sau liên tuyết dung tìm được thứ mình muốn, nàng đi trở về ném một vật kim loại vòng tròn cho Lăng Hàn. Đồ vật đập xuống mặt bàn phát ra tiếng giòn vang, liên tuyết dung giải thích rằng, đây là vật trận pháp sư dùng để lựa chọn đệ tử, gọi là thần ý bàn. Người có thiên phú có thể dùng thứ này tu ra một chút tinh thần. Lăng hàn ồ lên, cầm vòng tròn ngắm nghĩa. Thứ này mỏng như tấm gương, một mặt bóng loáng, mặt kia chẳng chỉ đường cong như hoa văn, nhìn một lúc sẽ phát hiện hoa văn nhúc nhích. Liên tuyết dung nghiêm nghị nói, bổn tọa khuyên người đừng mơ xa, tuy rằng trận pháp sư rất hiếm hoi, địa vị cao thượng nhưng cần có thiên phú, không phải cứ cố gắng là được. Lăng hàn gật đầu nói Ta biết, Liên Tuyết Dung phất tay ra hiệu Lăng Hàn có thể đi. Nhìn biểu tình của hắn khi trả lời là biết tiểu tử này không nghe lọt lời nàng nói. Thôi, qua vài ngày hắn đụng vách tường sẽ biết võ đạo mới là chân lý duy nhất. Nhìn xem đương kim thánh thượng, võ đạo tuyệt thế, bá tuyệt thiên có cần tu tập trận pháp phụ trợ. Lăng Hàn cầm vòng tròn đi về, nhìn nó chằm chằm. Liên Tuyết Dung không nói cụ thể phải làm sao, chỉ bảo cứ nhìn không rời mắt là được. Lăng Hàn nhìn chăm chú, hoa văn rậm rạp như có sinh mệnh vặn vẹo. Đây là vì nhìn lâu sinh ra thì giác động lại, Lang hàn nhủ thầm, nhưng khi vận chuyển bí lực lên mắt thì hắn vẫn thấy các hoa văn mất máy. Không đúng, thật sự nhúc nhích, trong vòng tròn này chắc bày ra trận pháp loại nhỏ, Lang hàn nhìn một lúc cảm giác có thứ gì trong người bị dẫn động. Nhưng cụ thể là gì thì không nói được, ủa, hắn kinh ngạc phát hiện trên vòng tròn từ khi nào có một đốm trắng nhỏ. Lăng Hàn vươn tay nhưng không cách nào chạm vào rút tay về đốm trắng còn đó đây là lăng hàn có chút hiểu ra phải dùng tinh thần đụng vào nó lăng hàn thử thúc giục nhưng đốm trắng không nhúc nhích chơi khô máu lăng hàn nổi hứng thú tính cách của hắn rất kém càng gặp khó khăn thì động lực càng nhiều không tin không đụng được ngươi lăng hàn thử dùng niệm lực thúc đẩy đốm trắng trong nguyên thế giới tinh thần lực của hắn xứng là số một thiên hạ tuy bây giờ tu vi rất xuống nhưng so với người thường thì hắn biết cách điều động tinh thần lực hơn nhưng có lẽ vì bây giờ Lăng Hàn không còn tinh thần lực hoặc vì tinh thần lực quá yếu nên đốm trắng không nhúc nhích chút nào. Lăng Hàn sùng lên là bất chấp tất cả, chưa ăn uống, mỗi ngày nửa tiếng phải tu luyện ra, thời gian còn lại hắn ôm khối tròn như người yêu của mình. chương 3535, Thần Ý Bàn Lăng Hàn không chỉ du rú trong phòng đơn, đôi khi sẽ ngồi ở mũi thuyền hoặc cạnh ao. Thời gian lâu tin đồn lan ra, ê này biết gì không, phó đội trưởng mới đến thầm mến kỳ trường đại nhân thì bình thường thôi kỳ trưởng của chúng ta đẹp như vậy dáng người nóng bỏng ai không thích khác chứ tên đó ôm thần ý bàn mà kỳ đại nhân cho hắn suốt ngày thẫn thờ trời tương tư sâu vậy là tưởng tượng thần ý bàn thành kỳ trường đại nhân đi ai cái tên tội nghiệp đi thích kỳ trưởng của chúng ta là đã định trước cô đơn tới giả đám chiến sĩ cho rằng lăng hàn điên cuồng mến mộ liên tuyết dung nên cố ý xin nàng cho một món đồ thấy vật nhớ người đám người vương phong chạy tới an ủi vỗ vai lăng hàn vẻ mặt chàng trai cố phấn chấn lên trên đời chỗ nào chẳng có cỏ cứ treo cổ trên một cây xương rồng đâm mình thủng lỗ máu làm gì lăng hàn không rảnh quan tâm bọn họ hắn chỉ ôm vòng tròn giận dỗi quyết tâm thúc đẩy đốm trắng bằng được đám người vương phong đều lắc đầu tiêu rồi tiểu tử này đã lún sâu không nhổ ra được ai huynh đệ tự giải quyết cho tốt lại qua vài ngày người lúc trước về giải quyết việc vặt trong môn phái đã lần lượt trở về có những đại nhân vật tự mình xử lý nên quy hàng rất thuận lợi. Thị nữ nhỏ được đưa đến, ở đầu thuyền trông thấy Lăng Hàn thì vui vẻ reo lên. "Thiếu gia, thiếu gia bị sao vậy? Ôm cái vòng tròn kỳ lạ dường như là bảo bối gì, hoàn toàn phớt lờ nàng." Vương Phong hỏi, "Này, nàng là thị nữ của tên kia." Hoán Tuyết ưỡn ngực kiêu ngạo nói. "Đúng vậy." Vương Phong nói, "Ai, hãy khuyên nhủ thiếu gia nhà nàng đi, sắp tẩu hỏa nhập ma." Hoán Tuyết sốt ruột lắc mạnh cánh tay Vương Phong. Thiếu gai bị gì, hai tay hoán tuyết chống cầm ngơ ngác nhìn Lăng Hàn. Thiếu ra thật đáng thương. Một nam nhân cao gầy nói, ai, không ngờ Lăng Huynh đệ tính cách trung hậu, vị yêu mà cuồng si như vậy. Hãy cho phép ta hát một bài, người này là phó tướng của một trong 12 đội trưởng. Nam nhân cao gầy bắt đầu ca, ôi, tình yêu của ta, người xung quanh bịt lỗ tai. Nam nhân cao gầy ngu âm không đầy đủ nhưng cảm thấy mình rất giỏi, cho rằng mọi người không biết thưởng thức, thế có cơ hội là sẽ ca hát tẩy não làm nhiều người phải chấp nhận sự thật gã là ca thần liên tuyết dung đi lên sàn tàu tụ tập ở đây làm gì khuôn mặt liên tuyết dung tỏ vẻ không vui cả đám thật kỳ cục bọn họ là chiến sĩ mọi người chạy tứ tán ca thần cũng lật đật trốn bọn họ ở sau lưng gọi liên tuyết dung là ma nữ mặt lạnh mấy ai không sợ liên tuyết dung lạnh lùng nói về chiều liên tuyết dung liếc lăng hàn một cái thấy hắn vẫn ôm vòng tròn thì lắc đầu cái tên này quá say mê rồi thôi Trở về hùng cứ thành sẽ thao luyện hắn, tin tưởng hắn không có thời gian thẫn thờ. Không hạm cất cánh bay lên, thuyền rất lớn có thể chứa nhiều người nhưng liên tuyết dung không mang bao nhiêu người về, chỉ có thế hệ trẻ của các môn các phía. Thế hệ trước như hạ quan bị để lại thế lực cũ. Liên tuyết dung không vừa mắt, thập mạch hơn 70 tuổi, quá già, dù có tu đến thập nhị mạch thì sao? Đánh nhau được không? Bí lực đúng là tùy theo tu tù vi càng sâu mà càng hùng hậu, nhưng thể lực thì ngược lại, sau khi lên 70 tuổi sẽ xuống dốc, qua trăm tuổi thể lực sẽ thiếu hụt trầm trọng. Trừ phi giống như Tôn Kiếm Phương dựa vào chính mình lần mò bước vào hoán huyết cảnh mới là thiên tài thật sự. Đám người hạ quan không vui, nhưng có cách gì, chẳng lẽ bắt buộc Liên Tuyết Dung sao? Đó là tự tìm chết, không hạm một đường hướng bắc, Huyền Bắc quốc nằm ở đất cực bắc thiên hải tinh, Hùng Cứ thành nằm ở tận cùng phía nam Huyền Bắc quốc, lập thành mới hơn 20 năm. Đi bằng không hạm thì chỉ cần nửa tháng, tốc độ không hạm không mau, ưu điểm là vượt chướng ngại, ngày đêm không ngừng. Lang Hàn vẫn du rú, mỗi ngày ôm vòng tròn, ăn cơm và ngủ như thành bản năng, đến giờ thì hắn sẽ ăn chút gì rồi nằm xuống ngủ, hắn mặc kệ chuyện khác. Vương Phong cảm thán rằng, ai, quá si tình, phó tướng nói, ta lại muốn hát một bài, mọi người nghe xong cuốn cuồng bỏ chạy, hoán tuyết sốt ruột xoay quanh, mắt ngấn lệ, thiếu ra, thiếu ra, thiên địa biến dị, nhiều dã thu tiến hóa thành yêu thú, không chỉ dưới đất còn có trên trời, đôi cánh mở rộng mấy chục trượng, thậm chí vật khổng lồ trên trăm trượng dọc đường đi họ gặp vài con như vậy may mà quang năng pháo bắn một phát đám yêu thú không dám chọc mười sáu ngày sau mặt đất phía trước xuất hiện một tòa thành lớn màu đen không có tường thành cao cao bốn phía tòa thành mở rộng không giới hạn ui bá khí quá đám người vương phong nở nụ cười đến nhà nơi này có phụ mẫu thê tử nhi nữ của họ không hạm đáp xuống một chỗ trong thành dầm một tiếng thân tàu rung mạnh lang hàn bừng tỉnh ủa hắn phát hiện đốm trắng nhích nhẹ là ảo giác hay bị chấn làm thị giác sai lệch, Lăng Hàn lại cầm vòng tròn, nhìn chằm chằm đốm trắng, thầm nghĩ, lên trên. Xuất hiện cảnh tượng làm Lăng Hàn mừng rỡ, đốm trắng thật sự nhích nhẹ lên trên một chút. Thành công, hắn tu ra tinh thần lực, Lăng Hàn mỉm cười, thầm thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Trước khi chưa chứng minh thì dù Lăng Hàn vô cùng tự tin cũng hơi hồi hộp, mãi đến giờ phút này hắn thật sự tu ra tinh thần lực mới vững dạ. Cảm giác mệt mỏi ập đến, Lăng Hàn ngã ngửa ngủ tiếp. Dọc đường đi mỗi ngày Lăng Hàn ngủ chưa đến 3 tiếng, bởi vậy chồng chất lại rất là buồn ngủ. Khi Lăng Hàn tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường, nơi đây không phải không hạm mà là gian phòng ngủ khá tốt. Phải rồi, hắn tu ra tinh thần lực, Lăng Hàn bật dậy ngay, vận chuyển tinh thần lực, tại đây gọi là niệm lực. a à, niệm lực vận chuyển, Lăng Hàn phát hiện mình như có thêm đôi mắt thấy thứ sau lưng. Không, bốn phương tám hướng, không có góc chết, đây là hiệu quả tinh thần lực, rất thực dụng sau này còn ai có thể đánh lén hắn nhưng cần hắn chủ động vận chuyển niệm lực tinh thần lực giống như bí lực trong người sẽ có lúc dùng hết lăng hàn không ngừng tu luyện nếu tăng mạnh tinh thần lực thì thời gian vận chuyển sẽ càng lúc càng dài lâu lăng hàn thật tự nhiên dùng niệm lực nội thị thân thể hắn muốn xem kinh mạch của mình khi niệm lực chuyển đến thân thể bùng một tiếng lăng hàn như rơi vào thế giới mới đây là vị diện dựng dục từ trong vô số tế bào lăng hàn là thần linh hắn thấy trên từng vị diện có núi sông, cỏ, cây, người thú. Nữ hoàng, hổ nữ, phụ mẫu, nhi tử, nữ nhi. Chương 3536, tu gia niệm lực. Lăng Hàn lộ vẻ vui mừng, rốt cuộc hắn được nhìn thấy người thân, tuy lần này chỉ chia tay mấy tháng, không lâu bằng một góc thời gian mỗi lần hắn bế quan nhưng vẫn khiến lòng hắn tràn ngập kích động. Dòng chảy thời gian của hai thế giới khác nhau, nơi này một năm trong nguyên thế giới là một ngàn kỷ nguyên. Niệm lực quét qua, Lăng Hàn như chút được gánh nặng. Vị diện trong cơ thể của hắn mới qua hơn 100 ngày. Là vì hắn ra đời từ thần thạch, dung hợp với thế giới này nên vị diện trong cơ thể cũng đồng bộ thời gian. Chắc là vậy, Lăng Hàn muốn liên lạc với nhóm nữ hoàng nhưng phát hiện hắn chỉ có thể nhìn như linh hồn không có thực thể. Niệm lực của hắn quét qua nhưng đám người nữ hoàng không chút phản ứng. Xem ra là vì tinh thần lực của hắn quá yếu, điều này như cho Lăng Hàn ăn viên thuốc an thần, chỉ cần tinh thần lực mạnh thêm chút nữa là hắn có thể liên lạc với nhóm nữ hoàng mạnh hơn chút nữa không chừng có thể thả người ra tốt tốt quá rồi thị nữ nhỏ vẻ mặt vui mừng xuất hiện thiếu gia đã tỉnh lăng hàn bò dậy cảm giác bụng đói meo hắn hỏi có đồ ăn không hoán tuyết gật đầu lia có 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 thiếu gia ngủ suốt ba ngày ba đêm làm hoán tuyết sợ chết hoán tuyết vỗ ngực bồm bộp như không sợ nơi đó bị vỗ dẹp ngủ lâu vậy xem ra cơ thể kiệt sức rất lớn lăng hàn xuống giường ra khỏi phòng là phòng khách diện tích rất nhỏ hoán tuyết bước cơm thức ăn lên lăng hàn bắt đầu ăn lấp đầy bụng rồi lăng hàn hỏi cái mâm của ta đâu hoán tuyết liếc mắt sang chỗ khác a không biết lăng hàn sầm mặt xuống hừm hoán tuyết sợ đến trắng mặt thiếu ra xin hãy quên liên kỳ trưởng đi nhóm vương đại ca nói kỳ trưởng tuyệt đối sẽ không thích ai thiếu ra làm vậy chỉ là mua dây buộc mình thương tổn bản thân cái quái gì khóe môi lăng hàn co giật nhà đầu này nghe ai nói hắn thích liên tuyết dung Lăng Hàn lắc đầu nói, trong đầu nhỏ của nàng suy nghĩ vớ vẩn gì vậy? Đó là thần ý bàn, dùng để tu luyện tinh thần lực. A, à, Hoán Tuyết thế mới biết mình hiểu lầm, đỏ mặt xấu hổ. Hoán Tuyết lấy thần ý bàn ra khỏi ngăn kéo đưa cho Lăng Hàn, nàng không dám vứt đi. Lăng Hàn cười lắc đầu, cầm lấy thần ý bàn, thúc đẩy đốm trắng. Niệm lực của hắn đẩy đốm trắng di chuyển, nhưng những hoa văn như bức tường, làm đốm trắng chỉ có thể di chuyển chính giữa hoa văn. Ưm, ừ, đây là một mê cung lăng hàn thúc đẩy đốm trắng rất nhanh gặp đường cụt vòng về kiếm đường mới một lúc sau lăng hàn cảm giác tinh thần mỏi mệt không thể tiếp tục được nữa lăng hàn gật gù hiểu ra luyện tập đi luyện tập lại thì tinh thần sẽ từ từ tăng mạnh tiến bộ của ta thế này là mau hay chậm bởi vì tinh thần lực đã dùng hết trước mắt không có cách gì có thể phục hồi nhanh nên lăng hàn quay sang nghiên cứu trận pháp lăng hàn nắm giữ trận văn cơ bản ngày càng nhiều tin tưởng đã có thể bày ra trận pháp đơn giản vào thành đi dạo xem Lăng Hàn không mang theo thị nữ nhỏ mà một mình đi trong thành. Hùng cứ thành lớn hơn cổ đạo tông, phong cách kiến trúc nơi này đa dạng, có kiến trúc gỗ đá cổ xưa, có nhà cao tầng bê tông sắt thép. Lăng Hàn ngừng lại trước cửa một tiệm viết năm chữ, tiệm trận pháp hữu ra, rất có cá tính. A, à, tiệm trận pháp, Lăng Hàn ngẫm nghĩ, đi vào cửa hàng, tiệm không lớn, chỉ có một gian, nhà trệt, khác biệt hẳn với nhà cao tầng xung quanh. Một lão nhân ngồi trong cửa tiệm, có vẻ ủ rũ lão đang nhắm mắt rõ ràng nghe tiếng người vào mà lão không thèm mở mắt ra đón chào khách Ưm, ừ, giống như tên cửa tiệm rất có cá tính lăng hàn nhìn quanh mỗi bộ trận pháp đặt trong quầy hàng pha lê chỉ có tên trận pháp và thuyết minh ngắn gọn giá cả người cửa hàng này rất lười lười viết đầy đủ tin tức lười đến không muốn nói chuyện giao tiếp lăng hàn líu lưỡi trận pháp mắc quá bộ trận pháp rẻ nhất cũng cỡ vạn nguyên huyền bắc tệ huyền bắc tệ là tiền quốc gia phát hành ra huyền Bắc Quốc thì không dùng được. Ở trong huyền Bắc Quốc mua bán cái gì đều phải trả bằng huyền Bắc Tệ, không thì sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Huyền Bắc Tệ trao đổi ngọc tử theo tỷ giá một viên ngọc tử đổi 100 nguyên. Tức là một bộ trận pháp rẻ nhất bằng 100 viên ngọc tử, quá mắc. Trợ cấp hàng tháng của nhóm Vương Phong chỉ có 5.000 nguyên, hơn nữa bọn họ làm đội trưởng, đổi lại binh sĩ bình thường một tháng chỉ được 800 nguyên. lang Hàn hỏi, lão bá, có bán trận pháp không? Lão nhân mở mắt ra, vẻ mặt không kiên nhẫn, tiểu tử mắt ngươi có vấn đề hay não bị gì không thấy đã ghi rõ sao chật thế này sao làm ăn lang hàn cười nói lão bá hiểu lầm ta không muốn muốn trận pháp đã thành phẩm mà là hình vẽ bày trận pháp lão nhân lộ vẻ ngạc nhiên ngước nhìn lang hàn đánh giá kỹ hơn a tiểu tử muốn học trận pháp lang hàn gật đầu nói đúng lão nhân cười phá lên nếu ngươi bái vào môn hạ của trận pháp sư thì không cần tự tìm trận pháp nghiên cứu vậy là ngươi tự mình học trận pháp Ừm, người tu ra tinh thần lực. Lang Hàn cười cười không trả lời. Nguyên Huyền Bắc quốc ít ai tu ra tinh thần, hắn tốt nhất là nên giấu rốt. Lão nhân nhìn kỹ Lang Hàn hơn, lấy một quyển sách trong hộp tủ sau lưng ra ném cho hắn. Cầm đi, Lang Hàn hỏi bao nhiêu tiền? Lão nhân xua tay, tặng ngươi chỉ là một quyển sách sách, không đáng vài đồng. Lang Hàn ậm ừ, vậy đa tạ lão bá. Lang Hàn nhét sách vào ngực, đúng là mỏng manh. Lão nhân nói nếu học trận pháp thành công thì nhớ gửi bán ở tiệm này, chỉ thu phí của ngươi 10%. Lang Hàn cười nói, được, Lang Hàn xoay người đi, một lúc sau có người đi vào, biểu tình cung kính nói. Bái kiến Nghiêu Sư Thúc, đây là một lão nhân khoảng hơn 60 tuổi nhưng tinh thần quắc thước, mặc trường bào, đám người khí chất nhẹ nhàng bay bổng Chu Hằng trong tiệm lập tức nhắm mắt lại vờ như không thấy, rất là kinh kiệu. Lão nhân mới đến tên Cố Thiên Hòa, hội trưởng hiệp hội trận đạo Hùng Cứ Thành. Vì trận đạo đặc biệt nên địa vị của Cố Thiên Hòa rất cao, thành chủ cũng phải khách sáo trước mặt lão. Nếu có người ngoài thấy cảnh này sẽ giật mình rất trong mắt. Chuyện gì đây, có người dám sang chảnh với Cố Hội trưởng. Cố Thiên Hòa cười khổ, ai kêu đây là trưởng bối của lão, tính cách lại xấu. Cố Thiên Hòa tiếp tục bảo, lại sắp đến tỉ thí trận đạo 3 năm một lần, phân hội cần chọn một thành viên đi đế đô. Thiên Hòa muốn thỉnh giáo sư thúc có người nào hợp ý không? mươi 3537, có tiệm trận Pháp thật ra cố thiên hòa là hội trưởng hiệp hội trận đạo hùng cứ thành phải ai sang năm đi đế đô dự thi tùy ý lão nhưng ai kêu nghiêu sư thúc là trưởng bối cố thiên hòa phải đến hỏi một tiếng dù chỉ là khách sáo mặt ngoài nghiêu sư thúc xua tay ra vẻ ghét bỏ đi 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 đừng làm phiền ta cố thiên hòa đành xoay người rời đi không có gì bất ngờ chỉ hơi tiếc nuối năm xưa nghiêu hoa thanh khí phách phấn chấn biết bao giờ thì sao chuyện đời vô thường lang hàn đi dạo một vòng nơi này có bán đan dược có bán trận pháp bán binh khí vũ khí lạnh vũ khí nóng đủ mọi thứ vũ khí lạnh chủ yếu nhằm vào độ bén và cứng vũ khí nóng thì giới hạn xuống đường kính bình thường thứ này không có nhiều uy hiếp đối với võ giả từ lục mạch trở lên không ngờ bán cả phù binh thứ này rất mắc không phải mắc bình thường không phải ngươi lấy tiền ra là mua được còn cần thân phận tương ứng lang hàn hiện là người rừng nên không thể mua vũ khí nóng ngay cả vũ khí lạnh cũng không được lang hàn đứng ngoài quầy quan sát phát hiện những phù binh không tạo bằng mực nước hay tài liệu khác mà là máu tươi. Quỷ gì, hắn ngẫm nghĩ, quyết định về nhà bày trận pháp, lang hàn về chỗ ở, mở sách trận pháp ra. Đây là một trận pháp loại mê hoặc, rất đơn giản, chỉ nhằm vào thông mạch cảnh. Đến hoán huyết cảnh một đấm tung ra có thể ảnh hưởng thiên địa đại thế, do đó phá mở trận pháp. Trận pháp là dẫn động, thay đổi thiên địa đại thế. Cần dùng 36 trận văn cơ sở khác vào 9 trận cơ, lúc khác trận văn còn cần rót vào tinh thần lực, nếu không chỉ là văn chết. Lấy khúc gỗ bình thường khắc thử xem sao, Lăng Hàn đã học 36 trận văn rồi, nhưng vì tất cả trận văn sẽ từ từ phai mờ trong óc nên trước khi khắc trận văn hắn phải ổn tập lại. Lăng Hàn dẫn động tinh thần lực khắc vào khúc gỗ, một cái, hai cái, ba cái, vẽ chín trận văn xong tinh thần khó khăn mới phục hồi bị tiêu hao hết sạch, Lăng Hàn buộc phải dừng lại nghỉ ngơi. Đến buổi tối có một chiến sĩ đến báo cho Lăng Hàn biết giữa trưa ngày mai đi doanh đại huyền thanh kỳ báo danh lăng hàn ngẫm nghĩ quyết định nghỉ ngơi thử giãn hôm sau doanh địa huyền thanh kỳ tiểu đội thứ bảy đội viên đến báo danh đều hồi hộp nhìn doanh địa dường như mong chờ ai tới phó đội trưởng mới hôm nay sẽ đến đấy he he thật muốn xem tiểu tử đó đẹp trai cỡ nào mà mê hoặc được kỳ chủ đại nhân của chúng ta phải cho hắn ra oai phủ đầu khiến hắn biết khó mà lui không có thực lực thật sự đừng nói làm đội trưởng của chúng ta không có cả tư cách vào huyền thanh kỳ đúng vậy một nam nhân vạm vỡ 35, 6 tuổi gật đầu nói. Tiểu Trương, chờ chút nữa ngươi hãy khiêu chiến phó đội trưởng. Thanh niên 20 tuổi gật đầu. Rõ, những người khác khoanh tay trước ngực, tin tưởng Trương Hồng Lãng ra tay đã quá đủ. Một người trẻ tuổi xuất hiện ở lối vào doanh địa, đó là Lăng Hàn. Là tiểu tử kia sao? Chắc vậy, trước giờ chưa từng thấy, cũng phù hợp miêu tả, một thiếu niên khoảng hai mươi mấy tuổi. Tốt, chờ hắn đến đây đám người tiểu đội thứ bảy xoa tay chờ Lăng Hàn đến gần. Doanh địa huyền thanh kỳ rất lớn, tuy quân doanh chỉ có khoảng trăm người, cộng thêm nhân viên hậu cần không hơn hai trăm người, nhưng doanh địa chiếm diện tích mười mẫu đất. Vì ở ngoài thành tự do chọn đất trống, Lăng Hàn xảy bước đi hướng tiểu đội thứ nhất, hoàn toàn không cần lo không tìm được chỗ. Mỗi tiểu đội cắm một lá cờ viết, phân đội thứ nhất, phân đội thứ hai, vân vân. Tám nam nhân tuổi khác nhau đến đón, người chính là Lăng Hàn. Lăng Hàn nhìn lướt qua, thản nhiên nói. Nếu ta không đoán sai thì các người là đội viên tiểu đội thứ bảy, nếu ta không nhớ lầm thì ta là phó đội trưởng của các người. Lăng Hàn tạm dừng rồi nói tiếp, các người chào phó đội trưởng vậy sao? Nam nhân vạm vỡ ba mươi mấy tuổi nói, ha ha ha, muốn làm phó đội trưởng của chúng ta thì phải được chúng ta thừa nhận, không thì ngươi chỉ là đống phân. Trương Hồng Lãng trẻ tuổi nhất nói, đúng rồi, phó đội trưởng nên để liễu ca của chúng ta làm. Liễu ca tên Liễu Kinh, tu vi thập nhất mạch, ở trong tiểu đội thứ bảy gần 10 năm, tư lịch già dặn làm người rất nghĩa khí nên tự nhiên được đội viên khác ủng hộ lang hàn cười hỏi à vậy là các người muốn cho ta ra oai phủ đầu liễu kinh cười nói cái này không gọi là ra oai phủ đầu chúng ta chỉ muốn luận bàn với phó đội trưởng liễu kinh cực kỳ không phục phó đội trưởng cũ của họ mới không lâu hy sinh trong hành động diệt trừ gã rất khó chịu bàn về tư cách thì nên để gã làm phó đội trưởng chứ không phải thanh niên chẳng biết từ đâu chui ra lang hàn nhìn kỹ đội trưởng tiểu đội thứ bảy là đường hải đã quen lúc ở phong loan sơn nhưng bây giờ đường hải vắng mặt nói lên điều gì chắc chắn gã biết thuộc hạ sẽ nhằm vào lý thất dạ nên cố ý lánh mặt tỏ rõ muốn hắn tự giải quyết vấn đề muốn giành được tôn kính của những chiến sĩ thì chỉ có một cách thực lực dù đường hải có ra mặt dàn xếp vụ tạo phản lần này cho lăng hàn bọn họ không gây sự hôm nay nhưng ngày mai thì sao họ sẽ phục lăng hàn sao lăng hàn cười cười nếu vậy thì chiến đi lăng hàn nhìn tám người hỏi ai ra tay trước trương hồng lãng bước ra ta lăng hàn để tay phải sau đít nói ta là phó đội trưởng nên nhường ngươi một tay trương hồng lãng tức giận quát lớn ta không cần ngươi nhường lăng hàn giơ tay trái ngoắc đối thủ ha ha ra tay đi trương hồng lãng do dự một chút sau đó kiên quyết nói đây là ngươi tự tìm trương hồng lãng đạp đất sông hướng lăng hàn trương hồng lãng là thập mạch người chưa tới công kích đã đến hóa thành nguyệt nhẫn chém hướng lăng hàn Lăng Hàn đấm vào đối phương, bùm, quyền lực va chạm hình thành sóng xung kích khuếch tán bốn phía. Một kích hai người đánh ngang ngửa, ủa, tiểu tử này đấu ngang tay với tiểu trương, không yếu như tin đồn, nhưng tiểu trương chưa dùng kình trồng chất, nếu sử dụng thì tiểu tử đó tuyệt đối không đánh lại. Dù sao đi ra từ rừng sâu núi thẳm, đám người đường hải lao nhau, bọn họ tuyệt đối không tin Lăng Hàn có thể chiến thắng trương hồng lãng, dù ngang tay cũng không thể nào. Trương Hồng Lãng tấn công dồn dập, Dùng cả quyền cước, mỗi chiêu là thuật giết người. Rất bình thường, chiến sĩ không luyện thuật giết người chứ luyện cái gì? Chương 3538, ra oai phủ đầu. Lăng Hàn tùy ý ứng đối, sau này là lính của mình nên hắn quyết định nương tay chút, không để đối phương thua rất khó xem. Hai người đánh túi bụi chợt nghe cửa doanh địa ồn ào, nhiều người chạy đến đây. Đã xảy ra chuyện gì? Liễu Kinh lên tiếng, "Tiểu Trương, tạm ngừng lại." Trương Hồng Lãng rút tay về, quay đầu hỏi có chuyện gì Liễu ca? Liễu Kinh phất tay, hình như xảy ra chuyện, đi xem thử. Tám người chạy đến cửa doanh địa. Gì đây? Lăng Hàn sờ cầm lúng túng, hắn bị bỏ rơi vậy sao? Lăng Hàn lưỡng thững đến cửa doanh địa, mới tới nơi thì thấy một bóng người từ trên trời rơi xuống vừa té dưới chân hắn. Một giọng nói vọng đến. Ha ha ha, huyền thanh kỳ đúng là do nữ nhân dẫn dắt, một đám hèn. Mấy chục chiến sĩ ở cửa doanh đại lộ vẻ tức giận. Một thanh niên khoảng 20 tuổi bị đám đông bao vây, mặc đồ đen tôn lên vóc dáng thon dài săn chắc. Sau lưng gã còn chút xíu chỗ trống cho hai nam nhân vạm vỡ khoanh tay đứng, cánh tay trần thô bằng cái đùi. Nhìn màu áo thì ba người khác với những người khác, đều mặc đồ đen. Đây là chiến sĩ của Vân Mặc Kỳ. Lúc trước Lăng Hàn đã biết Hùng Cứ Thành có bốn bộ đội tinh anh gồm Huyền Thanh Kỳ, Địa Hoàng Kỳ, Thiên Hỏa Kỳ, Vân Mặc Kỳ. Bốn đội vừa cùng là người mình vừa cạnh tranh gay gắt. Về thực lực tổng thể hay cường giả cá nhân thì Huyền Thanh Kỳ xếp chót trong bốn đội, kết cách, Huyền Thanh Kỳ mới thành lập 15 năm nay, nội tình không bằng ba đội khác. Hơn nữa kỳ chủ của Huyền Thanh Kỳ là nữ giới duy nhất, trong thế giới võ đạo nam nhân chiếm nhiều ưu thế thì tất nhiên bị nhìn với con mắt khác. Bốn đội bình thường hay khiêu chiến nhau, Huyền Thanh Kỳ bị khiêu khích nhiều nhất. Không vì cái gì khác, quá yếu, hiện tại Vân Mặc Kỳ lại đến khiêu chiến, thanh niên bế nghệ tứ phương, coi trời bằng vung, có ai đánh ra trò không? Ha ha trong thập mạch cảnh ta nhường cho một cánh tay, thập nhất mạch có thể chiến một trận. Trong huyền thanh kỳ có người giết qua kẽ răng, quá cuồng, ai đi lên chị hắn đi, ai, hết cách rồi. Hắn là chu lãng, trong giới trẻ không xếp 10 hạng đầu nhưng cũng lọt vào top 20. Người như vậy là tuyệt đỉnh thiên kiêu trong thành, tương lai có cơ hội vào đế đô. Nhưng cứ nhìn hắn cản dỡ vậy sao? Người huyền thanh kỳ tức điên, nhưng khiêu chiến cũng có quy tắc, thập mạch đấu thập mạch, thập nhất mạch đấu với thập nhất mạch. Vân mặc kỳ là thập mạch, nếu huyền thanh kỳ đưa ra thập nhất mạch, thập nhị mạch giải quyết gã thì sau này khỏi lăn lộn nữa. Chu lãng thật sự lợi hại, không có thập nhất mạch nào dám nói chắc chắn đẻ đầu gã được. Nếu thập nhất mạch bị chu lãng đánh bại thì huyền thanh kỳ mất hết mặt mũi. Chu lãng lắc đầu nói, yếu, yếu như sen, theo ta thấy huyền thanh kỳ không cần tồn tại, hùng cứ thành chỉ cần ba đại kỳ là đủ. Mỉa mai làm người điên tiết, một thanh niên lao vào chu lãng, chu lãng, ta chiến một trận vói ngươi. Chu lãng khịt mũi, vỗ một trường. Bùm, người trẻ tuổi bị đánh bay như bù nhìn ra khỏi đám đông, té cái bịch xuống đất, ho ra máu. Chu lãng lạnh lùng nói, yếu như sen, nhưng ít nhất còn dám tấn công, không làm rùa đen rút đầu hèn đến teo trứng. Một người trẻ tuổi khác lao ra, khốn nạn, chu lãng đá một cước, rõ ràng cách một trường nhưng kinh lực đã ập đến đánh bay thanh niên, L. Kinh lực phát ra ngoài một trượng không giảm, đây là trình độ của thập nhất mạch. Hèn gì chu lãng kiêu ngạo như thế, thập mạch có sức chiến đấu của đỉnh thập nhất mạch thì có thể đi ngang. Thập nhị mạch không ra, ai cùng tranh phong, đánh hội đồng, ha ha, sau này huyền thanh kỳ đừng hòng ngẩng cao đầu. chu lãng lắc đầu khinh thường nói, loại rác rưởi này đừng đi lên làm gì, ha ha, huyền thanh kỳ to lớn mà không có một người đánh cho ra trò sao. Hai nam nhân vạm vỡ vân mặc kỳ đi theo sau lưng chu lãng chào phúng cười to. Ha, ha 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 ha, đám người thức điên, mấy người trẻ tuổi nhảy ra ứng chiến nhưng đều bị đánh bay trong thập mạch không ai đánh lại chu lãng trương hồng lãng nhích người định xông ra gã không nhịn được nữa dù có thau cũng phải chiến một trận trương hồng lãng mới nhấc chân lên chờ cảm giác vai nặng trịch bị một bàn tay ghi lại không cho gã bước ra bước thứ hai trương hồng lãng ngoái đầu đây là phó đội trưởng trên trời rất xuống của họ lang hàn thản nhiên nói ngươi không đánh lại hắn trương hồng lãng nhướng cao chân mày không đánh lại thì sao chẳng lẽ không đánh ngươi là đồ hèn không dám ra tay còn không cho người ta đánh cùng làm rùa đen rút đầu sao trương hồng lãng hét to đồ nhát gan đừng ngăn cản ta nhưng mặc cho trương hồng lãng vùng vẫy cỡ nào cũng không thể nhúc nhích một ly nếu trương hồng lãng suy nghĩ cẩn thận thì sẽ hoảng sợ ngay nhưng gã đang rực cháy lửa giận không thể bình tĩnh suy nghĩ nhiều chiến sĩ huyền thanh kỳ như thế nào chừng lăng hàn tràn ngập xem thường trong quân doanh hận nhất là cái gì người nhu nhược bọn họ khó tránh khỏi sẽ gặp kẻ địch siêu mạnh chẳng lẽ khi đó không chiến đã lùi không lúc này nên vươn tay giúp đỡ đoàn kết nhất trí nếu có kẻ chạy trốn thì tiêu đời cả đội sẽ tan tắc ngay nên đám thanh niên dù biết sẽ thao vẫn không sợ sung phong không ai ngăn cản họ đây là vì tôn nghiêm vì vinh diệu tiểu tử này là phó đội trưởng mới được liên kỳ chủ đề bạt đây mà hèn vậy cũng xứng cuốn xéo đi ha 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 chu lãng cười lớn liếc hướng lăng hàn trương hồng lãng đây mới là hành động sáng suốt nhưng cũng cho ta thấy rõ huyền thanh kỳ toàn là đồ hèn các chiến sĩ huyền thanh kỳ gầm rú bọn họ tức điên với họ thì vinh diệu là mạng sống quan trọng còn hơn mạng của mình bọn họ chơi chẽn lang hàn còn nhiều hơn là hận chu lãng lang hàn thở dài thườn thượt sao đám người này nóng máu quá lang hàn lắc đầu nói ta là đội trưởng của ngươi giờ còn chưa đến lượt ngươi lên lang hàn đẩy nhẹ trương hồng lãng bị đẩy lùi đụng vào đám đông lang hàn sải bước đến gần chu lãng Chu lãng cười khẩy nói, ha ha, đồ hèn, bị người nói xấu hổ nên đành chạy ra. Ta ghét nhất là đồ yếu đuối nhát cái, đối phó loại người như ngươi thì ta sẽ không một kích đánh bay mà sẽ hành từ từ. Lăng Hàn cười khẽ, ngươi nói nhảm nhiều quá. Lăng Hàn sải bước vọt lên, vung trọng quyền. Bùm, Lăng Hàn không sử dụng kỹ pháp gì, chỉ một cú đấm đơn giản. Chu lãng cười nhạt đáp lễ lại bằng cú đấm. Không biết lượng sức, chương 3539, vân mặc kỳ khiêu khích. Bùm, hai người đều có thể kinh lực phát ra ngoài, cách xa ba trượng khiến lực lượng sinh ra va chạm. Chu lãng biến sắc mặt, gã đánh ra lực lượng như gặp phải con đập lớn khó thể tiến thêm một ly. Đập lớn hóa thành sóng to vô biên trùng kích gã, sau đó chu lãng bay đi, giống như những người đã bị gã đá bay, đánh bay, chu lãng bay ra khỏi đám đông té cái bịch xuống đất, ho ra máu không ngừng. Đệt mợ nó, mọi người kinh ngạc đến ngây người, tình huống gì đây, chu lãng bị một chiêu đánh bay. Chu Lãng tuy là thập mạch nhưng sức chiến đấu sánh bằng thập nhất mạch, thậm chí là đỉnh thập nhất mạch. Ai tin được, bọn họ nhìn Lăng Hàn, thanh niên này trông nhỏ hơn Chu Lãng 2 tuổi mà sức chiến đấu cuồng bạo như quái vật. Lăng đội trưởng giỏi quá, đánh hay lắm, tiếng hoan hô giải rác vang lên, là năm người từng chứng kiến lực lượng đáng sợ của Lăng Hàn trên không hạ. Lúc trước bọn họ không dám hò reo vì sợ bị đồng bạn đánh chết, giờ Lăng Hàn đánh bay Chu Lãng, năm người không e ngại gì nữa. Đáng tiếc bọn họ không được điều vào đội của Lăng Hàn, không thì càng nở mặt nở mày. Khuôn mặt Trương Hồng Lãng tràn đầy kinh ngạc, đầu óc chết máy. Chẳng phải phó đội trưởng đánh ngang sức ngang tài với gã sao? Vì sao một đấm đánh bay Chu Lãng? Chuyện gì đây và gì ti? Không hiểu, một đội viên tiểu đội thứ bảy vỗ nhẹ gáy Trương Hồng Lãng. Ngốc, lúc nãy phó đội trưởng nhường ngươi đấy. Trương Hồng Lãng phản ứng lại, ánh mắt nhìn Lăng Hàn tràn đầy kinh ý rõ ràng thực lực hơn xa nhưng vì giữ sĩ diện cho gã nên cố ý đấu ngang tay chật, đúng là đội trưởng tốt nhất trên đời lang hàn cười khẽ rút nắm tay về nói chuyện to mồm nhưng kết quả không chịu nổi một chút nguyên huyền thanh kỳ yên lặng một chốc rồi rộ lên tiếng hò reo như sấm dậy rất hết giận phó đội trưởng mới đến oách quá sướng đánh chết luôn ai kêu ngươi trong mắt không người sang chảnh hai chiến sĩ vân mặc kỳ luống cuống tình huống gì đây có cường giả thập nhị mạch ra tay Bọn họ la lên, thật vô sỉ, lấy cường giả thập nhị mạch ra chèn ép. Thắng bẩn thì càng mất mặt, hai người không tin có thập mạch hoặc thập nhất mạch có thể một kích đánh bại Chu Lãng. Thiên tài top 10 trong thành cũng không làm được điều đó, a à không, có lẽ quái vật số 1 làm được, nhưng tuyệt đối không thể là người trước mắt. Lăng Hàn đính chính, có thể ăn bậy nhưng không được nói bậy. Lăng Hàn xông lên đánh hai đấm, đá bay hai nam nhân vạm vỡ. Lăng Hàn vận chuyển hết sức, mỗi kinh mạch phát ra ánh sáng mở nhạt, có 10 kinh mạch tu vi thập mạch rõ rành rành, người huyền thanh kỳ phấn khởi, ngửa đầu gào rú, hoặc dơ cao vũ khí, hoặc nhảy múa tưng bừng. Bên kia chu lãng chậm rãi bỏ dậy, gã bị đánh bay nhưng không bị thương quá nặng, trong một chốc bị choáng váng nên mới nằm lì dưới đất. Tại sao gã thua, chu lãng hỏi, ngươi là ai, Lăng Hàn bình tĩnh nói, phó đội trưởng tiểu đội thứ bảy huyền thanh kỳ, Lăng Hàn. Phó đội trưởng, vậy ít nhất là thập nhất mạch, trong một số đội thập nhị mạch làm phó đội trưởng cũng không hiếm, một đấm đánh bay được gã tất nhiên là lực lượng thập nhị mạch. Chu Lãng không phục, Chu Lãng nghiến răng nói, Huyền Thanh Kỳ các người quá vô sỉ, phái thập nhị mạch đến đánh lén ta. Phụt, mọi người vẻ mặt khinh thường, cười nhạo Chu Lãng trong vô hình. Thập nhị mạch, mới rồi Lăng Hàn đã khoe ra trước mặt mọi người rằng hắn là thập mạch. Là thập mạch, đánh không lại thì thôi đi, kiếm cưới nhiều như vậy, dám chơi không dám chịu. Chu Lãng lấy làm lạ, biểu tình kiểu gì, rõ ràng đưa ra cường giả thập nhị mạch chèn ép ta sao còn nhìn ta như đổ ngốc. Người huyền thanh kỳ hét dầm lên, lăng hàn, lăng hàn, lăng hàn, giờ phút này bọn họ hoàn toàn chấp nhận phó đội trưởng này. Muốn thắng được tôn trọng rất đơn giản, có thực lực là được. Lăng hàn nhìn xung quanh, hỏi, doanh địa của Vân mặc Kỳ ở đâu? Mọi người sửng sốt, lăng hàn hỏi vậy làm chi? Có người đầu óc nhanh nhẹn hiểu ý ngay. Phó đội trưởng muốn đi Vân mặc Kỳ khiêu chiến. Lăng Hàn bình tĩnh nói, đương nhiên, có qua có lại, có lý nào chỉ cho bọn họ đến gây sự. Ta dẫn phó đội trưởng đi, ta cũng mang phó đội trưởng đi, ta đi nữa, người người phấn chấn hăng tiết gà, cho đến nay toàn là ba đại kỳ đến gây hấn, huyền thanh kỳ bị buộc ninh chiến. Nhiều lúc họ phải nuốt trái đắng chiến thao, mặc đối thủ nhục nhã. Hết cách, không có thiên tài đẳng cấp tinh anh cố gắng xoay chuyển. Giờ Lăng Hàn nói muốn đánh vào Vân Mặc Kỳ, tự nhiên thiêu đốt cảm xúc động lại trong lòng mỗi người mọi người vung tay hò reo muốn cùng lăng hàn đi quấy liễu kinh thầm thở dài chỉ chớp mắt người tiểu đội thứ bảy thành người ủng hộ trung thực của lăng hàn vị trí phó đội trưởng đã không thể dao động chính liễu kinh cũng phục lăng hàn đi theo phó đội trưởng tuổi trẻ tài cao hào khí can vân thế này chắc rất sảng khoái mọi người giống to giết cả đám làm như đi khiêu chiến vân mặc kỳ là xông lên đánh nhau lăng hàn dẫn đầu nguyên huyền thanh kỳ kéo đi hết hơn 80 người, người vây quanh lăng hàn như thể hắn là kỳ chủ huyền thanh kỳ thật ra thì trừ liên tuyết dung có đội trưởng nào được uy vọng như vậy. Mới ra doanh địa lăng hàn chợt đứng lại, hỏi người sau lưng mình. À mà, chạy hướng nào, câu hỏi làm mọi người té ngã. Mợ nó, mọi người đang khí thế hừng hực như lửa, người đột nhiên hỏi một câu rất đả kích sĩ khí. Sau đó mọi người bật cười, phó đội trưởng rất có tài tấu hài. Có người chỉ đường, đi bên trái trước, lăng hàn tiếp tục dẫn đầu, mọi người đi theo. Sau lưng họ là Chu Lãng và hai nam nhân vạm vỡ Vân mặc Kỳ bọn họ còn đang ù ù cạc cạc, người huyền thanh kỳ hôm nay uống thuốc kích thích gì mà dám đi quấy vân mặc kỳ. Doanh địa của bốn đại kỳ giải rác bốn góc hùng cứ thành, nên chỗ nào trong thành có náo động thì sẽ có một bộ đội tinh nhuệ nhanh chóng hành động chân áp. Nên từ huyền thanh kỳ đến vân mặc kỳ khoảng cách hơi xa, đi cỡ một tiếng mới thấy quân doanh. Bọn họ thấy doanh địa, người trong doanh cũng phát hiện bọn họ. Nơi này có chạm gác, nếu không lỡ bị yêu thú trùng kích thì chẳng phải là chết thế nào cũng không biết. Doanh địa hú cảnh báo inh ỏi, mở nó, đám đông nghìn nghịt ùa đến, trận thế rầm rộ. Chỉ một lát đã thấy đám người lao ra khỏi cửa doanh địa, có người mặc đồ chưa thẳng thớm, rất chật vật. Ủa, là người huyền thanh kỳ đây mà, các ngươi đến đánh nhau.